Hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng đều có những cái sinh hoạt mỗi ngày, và chúng ta gọi là nghiệp. Ví dụ như mình bán nhà hàng, người kia cũng bán nhà hàng, hai người gặp nhau gọi là đồng nghiệp. Người kia dạy đi làm cô giáo, mình làm thầy giáo, tất cả làm việc ở trong nhà trường, gặp nhau gọi là đồng nghiệp, phải không? Rồi hôm nào mà cái chỗ đó ế quá đóng cửa, chúng ta gọi là thất nghiệp. Vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày sáng cho tới tối, chúng ta đều có những cái làm việc hết. Nếu chúng ta không làm việc bằng suy nghĩ thì chúng ta làm việc bằng hành động. Có những cái việc làm chúng ta không phải bằng hành động, bằng tư duy, mà phải bằng lời nói. Thí dụ như những người mở phone lên quảng cáo hàng trên phone, và những cái người mà xin tiền cho các cơ quan từ thiện á, quý vị đã từng bắt những cú phone đó chưa? Họ nói mình cúp không được. Họ nói xong rồi cái họ nói cho tôi xin 50 cho cơ quan của tôi. Cái mình nói xin lỗi, lúc này tôi không có việc làm, tôi không có thể giúp được vậy. How about 25? Xuống còn nửa giá. Mà nếu như mà mình cũng nói rằng tôi không có tiền, cái nói whatever you can. Cho nên lúc nào người ta gửi một cái đơn, một cái form về cho mình điền vô cái từ thiện á, người ta để vài giá, 150 cái orders. Nếu mình không cho được những cái số đó thì mình cho theo khả năng của mình. Hoặc là mình đi apply những cái gì trên mạng á, người ta list một list những cái job, không có job nào giống của mình hết, cái thì click vô cái chỗ gì order. Như vậy thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta làm việc bằng tay chân suốt ngày, cái đó là nghiệp. Hỏi anh làm nghề gì? Trời ơi, cái nghề của tôi chạy cả ngày. Hỏi anh làm nghề gì? Nghề của tôi nói cả ngày. Nhưng mà có những người không nói, không làm, mà cứ ngồi dán mắt vô trong cái computer và phải suy nghĩ rất là nhiều. Người đó chúng ta thường gọi là làm việc bằng đầu óc. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đều có cái tạo nghiệp. Nếu chúng ta có được một cái phước, một cái may mắn, nói theo Phật Pháp thì chúng ta nói có phước, còn nói theo ngoài đời thì nếu chúng ta may mắn thì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết suy nghĩ những cái gì mà nó lành thiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ những điều không lành thiện. Cho nên Đức Phật gọi chúng ta là nếu không khéo chúng ta chỉ tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp bất thiện. Còn nếu chúng ta khéo thì chúng ta tạo nghiệp thiện, mà Phật gọi là phước. Tại sao? Tại vì bất cứ cái nghiệp lành nào chúng ta làm nó đều có phước hết. Bất cứ một cái suy nghĩ nào chúng ta nghĩ mà nó lành, chúng ta đều có phước hết. Cái đó gọi Phật gọi là phước nghiệp. Quý vị thấy không? Nếu nhưng mà thí dụ bây giờ mình không biết tạo cái phước nghiệp, mà mình cứ suy nghĩ những cái điều không lành, thì người ta gọi là gì? Cái gì nghiệp? Ác nghiệp, hay là bất thiện nghiệp, hay là hắc nghiệp, mà trong kinh gọi là pháp đen với pháp trắng. Ví dụ Phật nói người này thường tu pháp đen, tức là họ luôn luôn sống bằng trong tất cả mọi cái hình tướng, tư duy, lời nói, việc làm, hoàn cảnh luôn luôn là đen. Phật gọi cái đó là cái pháp xấu. Cho nên á, đối với người Việt Nam, khi ông bà mình mất, mình để tang màu trắng. Tại sao? Bởi vì mình muốn chúc nguyện cho ông bà mình sạch nghiệp, nói theo Phật là bạch nghiệp. Cho nên là mình để tang trắng. Còn nếu mình để tang đen, đó là mình theo Tây Phương đó. Cho nên là ngày xưa ở Việt Nam, ta hay may miếng vải đỏ nhỏ xíu gắn áo, bên đen bên trắng. Hễ người ta mặc đồ trắng cái người ta cài miếng đen, người ta mặc đồ đen thì người ta cài miếng trắng. Thật sự quý vị không cần màu đen, màu trắng là đủ rồi. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái tiêu, tượng trưng cho cái sạch nghiệp. Nhưng mà ngược lại á, bởi vì mình nghĩ mình không hiểu, cho nên rồi mình thấy cái gì trắng cái mình sợ, giống đám ma.
phải không? Cho nên nó đám cưới không dám chưng hoa màu trắng, không dám mặc. Nhưng mà ngược lại Tây Phương thì sao? Trắng hết, tại vì tượng trưng cho trinh nguyên tinh khiết. Cho nên đừng sợ, ngay cả cư sĩ thời Phật mặc đồ gì? Đồ trắng. Cho nên mình mới gọi là bạch y cư sĩ đó. Các vị đó đều đến với Phật là quý vị đi đến chùa Lào, chùa Miên, quý vị để ý, các vị cư sĩ đều có một tấm vải trắng để trên người, đi vào là tròn cái tấm khăn trắng nó lên. Nếu quý vị nào mà qua Tích Lan, quý vị sẽ thấy Phật tử Tích Lan mặc toàn đồ trắng khi đi chùa. Ví dụ như tối hôm nay mà Phật tử Tích Lan mà nghe Pháp ha, là ngồi nguyên cái chùa này là đồ trắng hết. Nếu mà người nam, người nữ mặc xà rông trắng, áo sơ mi trắng, mặc đồ trắng hết. Trong nhà của người cư sĩ Tích Lan lúc nào cũng có vài tấm ra trắng để dành đó. Hễ chư Tăng mà đến là họ lấy tấm vải ra đó, họ trải trên cái ghế, rồi chư Tăng ngồi trên cái ghế mà họ đã trải sẵn tấm ra. Tại vì họ quan niệm cái ghế mình ngồi, thấy không? Cái ghế mình ngồi là cái nó bị ô nhiễm. Khi nào chư Tăng đến thì mình phải trải cái ghế, trải trên cái tấm ra trên cái ghế đó để chư Tăng ngồi. Pháp Hòa qua bên Tích Lan đi 10 ngày với những Phật tử người Tích Lan. Thì ngay cái anh dẫn đoàn người Tích Lan đó, trong túi anh lúc nào cũng có tấm ra trải màu trắng. Chuẩn bị đi vô quán nào ăn là anh vô trước 2 phút, 3 phút. Ảnh tới cái bàn chuẩn bị sẵn, ảnh trải tấm ra trắng lên trên những chiếc ghế mà quý thầy sẽ đến đó ngồi. Thì khi mình bước vào cái chỗ, cái phòng ăn trong một cái nhà hàng đó, ví dụ vậy, mà mình thấy cái có một cái bàn trải sẵn những tấm ra trắng thì mình biết đó là cái bàn dành cho chư Tăng. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ cho nó chín chắn, không hề sợ màu trắng. Đừng có sợ là tại vì mình cứ nghĩ, cái tất cả do cái suy nghĩ của mình. Thí dụ mình nghĩ màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. Chứ tại sao mình nghĩ là màu trắng là tan? Bởi vì mình có thấy từ nhỏ thấy người ta để tan cái màu trắng. Cái từ đó về sau trong đầu mình nó dính một cái quan niệm, hay cái gì màu trắng là tan tóc. Không đúng. Cái này là một cái tư duy lệch lạc. Mà tư duy lệch lạc thì cái gì kiến à? Pháp Hòa thường nói hoài đó, tà kiến. Có nhiều Phật tử có cái máy niệm Phật, tùy theo quý vị đó cái ấn tượng. Ở đây có cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ niệm sẵn, thì có nhiều cái đám tang cái tâm mở thầy Trí Thoát niệm. Ai mà đi đám tang mà một lần mà nghe trong đó rồi là về từ đó về sau tắt cái máy đó, không dám niệm nữa. Hỏi sao vậy, nghe giống đám tang quá. Rồi nếu như người nào mà vô trong một cái đám tang, người Việt hay người Hoa không biết, nhưng mà họ mở sẵn cái máy Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà không dám mở cái máy đó nữa. Tại vì sao? Tại vì ấn tượng rồi. Cái máy đó mở trong những cái nhà hoàng. Thật sự quý vị thấy không? Tất cả đều do mình. Hồi trưa này có một Phật tử chở qua đi ngang một cái núi. Cái núi rất là dài sâu. Vậy mà người ta làm sao mà cái núi đó giờ thành nguyên một con đường để đi. Thì ông mới nói trời, sức con người khủng khiếp thiệt. Đây là một cái trái núi tròn dài mà họ đục đẻo làm sao mà giờ thành nguyên một cái chỗ. Pháp Hòa mới nói đâu phải chỉ núi không đâu. Quý vị nghĩ cả cái trái đất này, từ một cái vật nhỏ như một hạt cát, lớn như chiếc máy bay, nhà lầu, đủ thứ, cũng do sức ai? Sức con người. Mà tại sao con người làm được? Tại vì con người có cái tư duy, có cái phát minh, có cái suy nghĩ. Thấy không? Cho nên bất cứ cái gì nó cũng đều có một cái gọi là kiến thức. Nghĩa là kiến thức là gì? Cái ý kiến của con người. Quý vị, như quý vị nhìn như cái bình hoa này đây, có phải là có một cái kiến thức của con người trong này không? Thì cái tư duy của họ muốn bình hoa này như thế nào thì họ sẽ cắt xén, cắm gọt, nghiêng thẳng như thế nào để nó ra cái dáng như vậy. Cái chùa này muốn như thế nào cũng do mình sắp xếp, mình làm ra được. Như vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta lành, từ gì mà ra? Từ cái suy nghĩ lành thiện của mình.
Mà nếu mình được suy nghĩ lành thiện, cái đó gọi là phước nghiệp về tư duy. Tại làm sao người ta làm việc đó bao nhiêu người thấy tốt mà con mình thấy trật? Cái đó của mình cũng phải suy xét lại, coi coi cái suy nghĩ của mình nó có đúng không. Tại vì có nhiều khi mình dùng cái gì, mình dùng cái thành kiến cố chấp của mình để nhìn một vấn đề mà nó không thấu đáo. Mà mình nhìn một vấn đề không thấu đáo thì mình chấp trước vào đó, rồi mình phê phán, lên án, vân vân. Mà tại sao những người khác ngược lại? Nếu mình cho cái điều đó là đúng, mà tại sao những người khác họ thấy sai? Mà con mình thấy đúng à? Thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì cái tư duy của mình chưa chắc nó đã là đúng. Quý vị thấy, quý vị thường hay thích những câu châm ngôn ca dao, vì nó luôn luôn nó mang cái tính chất nhắc nhở, phải không? Cái đó đâu phải bình thường. Cũng do một người tư duy mới có thể có được câu đó. Thôi và ví dụ một câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là câu quý vị thường nghe gì? Nhưng mà câu kế có ai nghe không? Ít lắm. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Nếu một người mà ta nói được như vậy, đâu phải bình thường. Ta cũng phải tư duy. Như vậy thì cái người đó, thay vì cái thời gian rảnh rỗi họ để cho cuốn trôi, thì họ lại ngồi tư duy. Mà tư duy đó là gì? Đó là thiền. Mình nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ à? Thiền trong khắp nơi, khắp chốn, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như làm cái việc đó mà sai, nó trời ơi kỳ này chắc chết anh ơi. Nói anh đừng có lo, thế nào cũng chết chắc. Anh đừng có sợ chi chắc. Cái chuyện mà chắc chết là bảo đảm, nhưng mà bảo đảm hơn là chết chắc. Chết là chắc. Cho nên khỏi cần lo chắc chết. Đâu phải tự nhiên người ta nói được. Có phải có cái tư duy. Thì có một em nó ngồi nói chuyện với bạn hồi, cái biết nói gì đó, cái tự nhiên mà mới nói: thầy giờ thầy khỏe lắm, thầy ít có đòi gì lắm, nhưng mà ai hỏi thì mới yes. Thường thường con người ở đời sống, một là có nhiều người, hai thứ luôn đòi hỏi. Mà người nào sống với mình mà đòi hỏi nhiều mình mệt, phải không? Thôi bây giờ đi tới đâu đừng đòi gì hết. Ai tới hỏi thì ok. Mình đòi ta tất mệt. Mình đòi người ta phiền. Cho quý vị thấy những câu ca dao, ngay cả những câu ca dao, nó đều có những cái ẩn ý trong đó. Và có đôi khi một câu đó nó làm cho mình thức tỉnh nhắc nhở. Đâu phải bình thường mà người ta có thể thốt ra những câu đó. Ví dụ người ta nói: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái nhiều khi mình nghĩ trong đời mình, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình có một nỗi buồn, mình nghĩ là mình buồn nhất rồi đó, mình buồn nhất rồi đó. Nhưng mà người khác người ta cũng nhất, ai cũng nhất hết đó. Nhưng mà cuối cùng rồi mình nói: trời ơi, so với cái vũ trụ sơn hà này, cái nỗi buồn mình chẳng là gì hết. Có nhiều khi hỏi tại sao chị buồn, chị coi đó, nguyên bàn ăn ai nó cũng mời, nó mời tôi. Trời ơi, con vậy tôi cũng buồn nữa. Rồi hỏi rốt cuộc có ăn không? Ngu gì không ăn. Nếu mà vậy thì tự mình ăn thì khỏi mời. Đơn giản vậy thôi. Cuộc sống nhiều khi nó rất đơn giản mà mình chẳng hề đơn giản. Nói chung là nguyên một bàn ngồi ăn. Bây giờ nếu người ta theo cái bình đẳng là mọi người sẽ được ăn. Bây giờ ai người ta cũng mời, chỉ trừ mình ta không mời, thì mình tự ăn. Có sao đâu, miễn là trên bàn nó đã có rồi mình cũng được mời. Mà nhiều khi người ta mời mình còn đỡ người ta lời mời nữa. Cho nên á, cuộc sống đôi khi ví dụ như người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn đi, đừng đóng kịch, đừng làm màu vậy. Đã thôi tôi nói rồi. Hờn rồi đó. Hờn mà ta kêu hờn mát mà chẳng thấy mát chút nào hết chứ. Thôi không mời mà ăn gì. Nó nghe nó hơi ấm ấm rồi đó. Mà tới hồi đứng dậy mà bỏ về kêu nóng rồi đó. Thế mà kêu là hờn mát là sao? Mát là không hề hờn.
Đã mát thì không hờn, mà hờn thì không nên mát. Cho nên á, người ta mời mình ăn thì bây giờ người ta nấu thôi mà mình ăn. Nhưng mình phải, mình là người được mời ăn thì phải ăn sao cho vừa chừng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cho nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hốt hết. Cuộc đời nó đơn giản vậy hả? Ví dụ như người ta tặng, ta đem một cái rổ đem ra ta tặng mình, ta nói dạ này kính biếu. Biếu mà phải kính nữa nghe. Nhưng mà người ta kính biếu thì mình có lấy cũng chừa người khác. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi à. Mà nếu mình lấy vừa chừng, mình lấy một cái rồi mình đi, mình lại người khác vô lấy, không hề ai ngó lại coi bà kia kìa, cái ông kia kìa. Nhưng nếu mình hốt quá thì mình vừa đi ta nói sao à. Nếu mà người ta biết mình dân nhà chùa, ta nói tu mà còn tham. Cho quý vị nhớ nha, hễ ai mà đi chùa rồi là có cái nhãn hết á, cái nhãn chùa đó. Cho nên mà hễ nhúc nhích gì cái ta lấy chữ chùa ra ta dán trước, không tu mà còn sân, tu mà còn tham, tu mà còn dữ. Tại ta một lần mà ta thấy mình vô chùa mặc cáo tràng rồi là coi như mình đóng hiệu rồi đó, đóng nhãn rồi đó, là người ta luôn luôn xác quyết cho mình là người tu. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy, mỗi ngày không có cái gì mà chúng ta làm mà vượt ngoài cái tư duy hết. Không có tư duy sao làm, phải không? Cho nên á, trong nhà Phật xài chữ thiền. Thiền là gì? Nói cho đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là tư tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ có vắng lặng, có tịnh thì tự nhiên nó yên. Ví dụ như có một người á, người ta nghĩ như thế này: mình lo thắng người thì tâm loạn, lo thắng mình thì yên. Quý vị suy nghĩ câu đó có đúng không? Nếu mình luôn luôn muốn thắng người, tâm mình sao yên được, lo lắng suy nghĩ làm sao. Nhưng nếu mình chỉ lo thắng mình thì yên. Tại sao? Cái gì nó đến mình thắng lại. Thí dụ cái lời nói mình sắp sửa phát ra từ tư duy thắng lại. Chữ thắng có hai nghĩa: dừng lại. Và khi mình dừng lại không nói năng là mình thắng được cái giận của mình, cái tức của mình. Yên không? Thứ nhất, tâm yên. Thứ hai, thần yên. Bởi vì mình nói lại thì mình chọc chúng ghét. Mà chúng ghét thì thế nào cũng có lời qua tiếng lại, nói xấu nói tốt về mình. Cho nên mình muốn yên thì phải tự thắng mình. Còn mình cứ lo thắng người thì sẽ nổi loạn. Loạn từ tư duy, loạn từ đời sống. Bởi vì sao? Bởi chúng ta luôn luôn không có yên tĩnh. Cho nên người mà có được cái suy nghĩ lành thiện thường xuyên, đó là cái phước. Có một thầy dạy một người đệ tử như thế này. Người đệ tử cứ lên phiền hà người này, phiền hà người kia. Thì ông thầy mới nói: tại sao người ta cũng có những cái tốt, hay là người ta sống sao mà con thiếu phước đến mức độ con không thấy cái tốt của người, mà con chỉ thấy cái xấu của người không vậy? Cho nên mình sống mà mình thấy toàn cái xấu của người đó, khoan nói nha, cái đó mình phải trở lại với chính mình. Mình nghĩ tại làm sao mà mình sống hình như riết rồi mình thấy thiên hạ xung quanh mình ai cũng xấu hết trơn vậy? Cái đó là mình phải suy nghĩ lại. Vậy thì lâu nay mình tụng kinh rất là nhiều mà kinh đâu có dạy mình mấy cái đó, phải không? Kinh dạy mình sao? Tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Rồi trong những cái bài sám chúng ta tụng đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, vân vân. Vậy thì những cái nhìn cái thấy đó là đều từ những cái tư duy.
Ví dụ như bây giờ quý vị để ý vậy nè, mình thấy một cái người nghèo đi ngang, mình biết á, đời cách đây 2 năm họ giàu lắm, nhưng mà lúc họ giàu họ hách lắm, giờ sa cơ thất thế nghèo. Nhưng mà thường mà mình thấy mấy người vậy đi ngang cái mình nói sao đáng đời. Ít khi nào mình khởi một cái tâm thương. Tội nghiệp cũng một thời oanh liệt, nhưng mà lúc này hết oanh còn liệt. Mình thấy một cái người mà hung dữ xấu ác, bây giờ họ xuống cấp một cái mình nói là sao đáng đời. Thường thường mình hãy sống theo cái tập nghiệp đó. Thưa đại chúng, cái đó không có gì xấu hết đó. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó là một loại nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là gì? Những gì chúng ta làm thành một thói quen, nó đều là nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta thường suy nghĩ cái lành thiện, Đức Phật gọi là tư duy phước nghiệp. Cái nghiệp mà cái nghiệp này mà nó tạo ra phước. Có những cái nghiệp nó tạo ra nghiệp. Quý vị thấy nghiệp tạo ra nghiệp không? Mình đã có cái tật bà tám rồi, thích nghe chuyện người này người kia là một loại nghiệp rồi đó. Nghe xong rồi đi nói nữa, hai nghiệp. Nghiệp nghe là chuyện dở hay của người, rồi nghiệp nói, phải không? Thành ra nghiệp tạo ra nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, nó có những cái, lấy cái nghiệp, mình có những cái nghiệp cũ, nhưng mình cũng có những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì? Tức là những gì chúng ta thọ nhận trong đời này từ cái nhân của quá khứ. Rồi nếu chúng ta không khéo, chúng ta tiếp tục dụng cái đó tạo nghiệp nữa, thì quả thật chúng ta chồng nghiệp hoài. Mà tại sao chúng ta cũng sám hối hoài mà chúng ta không hết? Bởi vì chúng ta mới sám hối cái gì? Trong bốn cách sám hối chúng ta mới làm được có một cái à, là tác pháp sám hối thôi. Chúng ta chưa có thành tâm sám hối, hay là chúng ta chưa có tự tánh sám hối. Thí dụ ngày mai đây quý vị lên đây tụng thời sám hối, tội nam mô quá khứ tỳ bà thí Phật là bon lại đó, mấy cái đó là cũng được. Nhưng mà mình mới có cái gì? Tác pháp sám hối thôi, làm một cái lễ sám hối thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy gì trong quá khứ tỳ bà thí, chúng ta thấy gì trong a xúc Phật, hay là chúng ta nhận ra được cái gì trong sự tu tập từ danh hiệu của các Phật. Nếu chúng ta lại mỗi danh Phật mà chúng ta nhận được cái pháp tu của từng Phật đó, hay là cái nghĩa của từng danh hiệu Phật mà chúng ta tu nữa đó, thì tuyệt vời. Thì cái đó là gì? Vừa tác pháp mà vừa thủ tướng, mà vừa bình đẳng, mà vừa chí tâm sám hối. Hay lắm. Cho nên á, quý vị nhớ, đừng cái lễ á, chúng ta vẫn làm, đó là hình thức, nhưng mà chúng ta không quên để cái nội dung vào đó. Cho nên Pháp Hòa cũng mong tất cả Phật tử, chúng ta phải có một cái phước về tư duy, để chúng ta thấy tất cả những gì người khác làm, nếu chúng ta không đồng tình thì chúng ta cứ im lặng để người ta làm. Tại vì không khéo chúng ta mất cái phước về tư duy, bởi vì chúng ta chưa có biết nghĩ đó đang làm gì. Quý vị có nhớ câu mà người xưa thường nhắc chúng ta không? Chúng ta thường hay lấy cái tâm phàm phu mà đem trắc nghiệm cái trí của bậc thánh thì không nên. Vì vậy mà một trong những cái phước mà chúng ta có được là tư duy phước nghiệp. Giờ thử coi mình có không? Phải có chứ sao không? Có điều là ít hay nhiều, thường xuyên hay lâu lâu nó chồi được một chút. Chứ vậy thì bây giờ nếu như mỗi ngày mình tập cho nó nhiều một chút, thấy cái gì cũng nghĩ thiện, nghĩ lành. Bây giờ quý vị muốn tập được vậy không? Muốn tập được vậy quý vị học mấy bài kệ đi. Quý vị học mấy bài kệ để mình phước nghiệp tư duy. Pháp Hòa ví dụ ha, cái người mình là cái người thỉnh chuông, mình là người thỉnh chuông, cái mình cầm cái dùi chuông lên cái mình đọc: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe,
Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Trước khi mình thỉnh chuông mình đọc bài đó, đó là phước nghiệp của tư duy. Rồi mình là người nghe chuông, nghe tiếng chuông nói vẫn nói không bất phước. Giờ nghe tiếng chuông cái mình dừng lại, hít thở vô thở ra, hoặc mình đọc liền bài kệ, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là ngược lại đọc bài khác, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Cuộc đời này có những người, người ta thống khổ mà chỉ cần chúng ta nghe được những nỗi niềm đau nỗi khổ của người đó thì mình sẽ hiểu rõ tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Người thỉnh chuông cũng có bài kệ, người nghe chuông cũng có bài kệ. Rồi bây giờ cái mình đi vô, mình thức dậy, ngủ dậy mới mở mắt ra đọc liền bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình thức dậy đọc bài đó rồi phải không? Rồi ngồi dậy, sửa soạn thả cái chân xuống giường. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Tức là mình nói với ai? Nói với loài côn trùng dưới chân mình á. Nếu dưới chân lỡ đạp, nếu mà lỡ tôi đi tôi đạp quý vị, xin nguyện quý vị sớm được siêu sinh, khởi cái tâm thiện. Rồi đi ra ngoài kiếm đôi dép mang, có đôi dép liền, tụng bài kệ đôi dép, kệ mang dép, phải không? À, thì nói như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, hay là chư tổ á, luôn luôn dạy chúng ta nói cái câu tổng quát, rồi dạy chúng ta chi tiết. Quý vị thường nghe đạo Phật là tu tâm, mà tâm tịnh á thì tướng an, tướng đẹp. Cho nên cái người mà cái thân tướng người ta nhìn đoan nghiêm á, là tại vì cái tâm họ an, cái tư duy họ đoan chánh. Cái người mà sống, ví dụ Phá Hoà ví dụ ha, mình tới nhà, bây giờ cái tâm người đó là thích tới nhà người ta quan sát, có nhiều khi không phải để ăn cắp, nhưng mà để bình luận nhà này giàu nghèo sao. Cái là mình vô đó bắt đầu mình nhìn, mà cặp mắt nhìn không phải bình thường. Có nhiều khi mình ngồi đây mà mình liếc tới liếc lui vậy. Thường thường á, cái tướng của người ta nó biểu lộ cái tâm à. Cái người mà mấy ông đóng cái vai nịnh ở trong mấy cái tuần hát đó, cái người nịnh nó phải biểu lộ ra tướng nịnh. Một là nó có chùm râu râu đây hai là nó cầm cái quạt, ba là tướng nó khom khom nói chuyện người này mà nó ngó người kia, thí dụ vậy. Những cái tướng nó biểu lộ người này gian. Nên nhiều khi trong phim họ không có nói người này là gì, nhưng mà ngay cái tướng đó nó biểu lộ từ đầu rồi. Cho nên á, quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm. Đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội, mà tâm không có vững, tâm không yên thì mọi thứ nó loạn theo. Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy. Hễ khi nào mình ở gia đình của mình á, chồng tâm cũng an, vợ tâm cũng an, thì tự nhiên con cái nó an tâm theo. Tại vì sao? Nó yên tâm là ba mẹ lúc nào ít có khi nào gây gỗ, la hét lớn tiếng. Tại sao? Vì mẹ biết tư duy khi mẹ giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái người chồng hiểu điều đó, người vợ cũng hiểu điều đó. Đã chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó thì tự nhiên cái nhà nó yên. Từ đâu mà ra? Từ cái tư duy đó, từ cái suy nghĩ đó. Mà được như vậy là cái phước đó, chứ không phải bình thường. Cho nên gọi là phước nghiệp. Có những người tạo nghiệp nhưng mà
ác nghiệp, bất thiện nghiệp, hắc nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn có phước không? Phước ngay dưới chân. Phước ngay dưới chân. Một cái tư duy của mình cũng đều là cái phước. Ví dụ như á, một cái người kia họ làm gì đó sai, người kia lại kể mình nghe, mình chưa biết, thôi chị không sao, chắc bữa nay nó buồn gì đó, hay nó thôi nít mà chị giận nó làm chi, đáng con cháu mình mà anh bỏ qua đi. Mình khuyên cái người đó một câu, nhưng mà có khi mình nói ngược lại, rồi sao anh để yên cho nó hả? Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Nhỏ mà hổn, gặp tôi tán vào tay. Thí dụ mình nói những cái lời đó, thì trong kinh Phật quý vị biết kinh gọi là gì không? Khi mình giận mà người ta nói tưới theo cái giận của mình, à, cái đó là cái người, đó là cái người mà làm cho mình tăng trưởng cái thuận, thuận theo cái giận của mình. Đấy không? Nhưng mà gì nữa, làm cho cái giận mình nó nghịch, cái đó là nghịch duyên. Và cái đó cũng gọi là đẳng duyên. Đẳng là làm liên tục, không có gián đoạn. Còn cái người mình đang giận mà nói ngược lại, cái đó nghịch với cái giận của mình. Nhưng mà sau khi mình yên rồi là thuận. Người ta đang giận, mình tưới theo cái giận người ta là thuận cái giận người ta quá rồi. Cái đó là thuận duyên. Nhưng mà họ nghe xong rồi, họ tức hơn nữa. Họ tức hơn nữa. Thì sao? Làm cho cái duyên giận họ tăng trưởng. Cho nên mình nói thuận theo cái giận người ta, nhưng cuối cùng lại là nghịch đó. Tại vì mình không làm cho người ta được cái an tịnh. Còn khi người ta giận mình nói cái nghịch, nhưng mà sau đó nó thuận đó. Cho nên cái người mà có được cái phước nghiệp thì đời sống mình an hơn. Và quý vị thấy không? Rồi riết rồi á, lâu ngày á, mình thành ra một cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp phước, tại mình luôn luôn suy nghĩ. Mà quý vị thấy những người mà người ta có cái tư duy, người ta hay nói những câu nói nghe nó hay lắm. Cái người mà thiếu tư duy, người ta nói mình nghe không nổi. Nghe xong rồi mình thấy trời ơi, mất duyên đâu, mất hết trơn. Còn người mà ta nói mình nghe nó thấm, cái người đó thường có cái tư duy. Ví dụ như trong một cái ông đó, ông nói thấy người hay nên bắt chước mà làm, thấy người dở nên y như vậy mà tránh. Ta cái người ta dở quá trời, ta dở, mình đâu có dở, đừng làm điều đó. Mình thấy người hay mình nên làm vậy. Cho cái người mà người ta, quý vị thấy châm ngôn, những câu châm ngôn, những cái lời hay, những cái danh ngôn đều từ những cái người sống mà có tư duy hết. Hòa thượng Làng Mai có những cái danh ngôn, những cái câu nói rất là hay. Rồi bây giờ người ta viết ra thành những cái thư pháp, rồi người ta treo xung quanh nhà. Quý vị cũng nên có những câu đó. Mình treo những cái câu đó làm chi biết không? Để giúp cho mình tiêu tan những cái phiền não, những cái lúc mình mệt mỏi, mình buồn khổ. Ví dụ như một cái câu: đã biết vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết là cái gì cũng vô thường mà tại sao phiền não. Người này cũng vô thường, lời nói cũng vô thường, chính mình cũng vô thường, thì có gì phiền não. Thí dụ vậy đó. Rất nhiều những câu rất là hay. Rồi cái thứ hai là gì? Đó là cái bình đẳng, bình đẳng, cái phước, phước bình đẳng. Bình đẳng là sao? Nghĩa là chúng ta sống, chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều hành thiện để nó bình đẳng trong cuộc sống. Ví dụ vậy nè, một cái con kiến nó đang bò, cái đứa nhỏ nó thấy bò bò cái nó rượt theo nó đạp chết. Thì đối với mình thấy con trai mình nói vậy, cái mình hay khen lắm. Giỏi quá con, giỏi quá, kì kì con nữa, con đạp nó đi. Mình hay thường thường trong cuộc sống, đôi khi mình không có suy nghĩ chuyện đó. Mình cứ thấy mấy đứa nít nó làm mấy cái đó, cái là mình khen à. Thậm chí mà nó mà nói những cái câu, mà lúc mà nó nhỏ nó nói những câu, hay nó hành động, nó cung tay, nó đánh người đồ, mình khen nó chứ lắm. Hoặc là đôi khi á, Pháp Hòa ví dụ nè, nó đi ngang nó đụng cái bàn, thì cái thói quen của mình là gì? Ôm nó, trời ơi con bị đau á, con để mẹ đánh cái bàn nghe. Cái mình lỡm đánh cái hư nè, cái bàn này hư nè, làm con mẹ đau. Đâu có gì phải không? Nhưng bây giờ quý vị làm ngược một chút thôi. Xin lỗi cái bàn, tôi lỡ tôi đụng cái bàn, tôi đau, bàn cũng đau.
Mình phải dạy nó ngay từ đầu là khi nó đụng người nó đau, nhưng mà đâu phải lỗi nó đâu phải lỗi cái bàn đâu, cái bàn nằm sờ sờ đó, tại nó sơ ý nó đi nó đụng. Ngay cả người lớn mình cũng vậy. Cái bàn người ta để đó mình đi 10 năm nay không sao hết, bỗng một ngày kia mình đi mình đụng mình đá cái bàn cái bóp, ai để cái bàn vô duyên. Mà trong khi đó cái bàn nó có duyên suốt 10 năm nay. Quý vị để ý thỉnh thoảng những cái lúc mà mình sống bằng kiểu như vậy đó, hãy dừng lại. Hãy dừng lại và mình thấy rằng ồ như vậy là hôm nay mình tu cái gì? Hôm nay mình tu gì? Ai đụng mình là mình đánh à? Là mình đổ lỗi cho người à? Mà mình không thấy trong mình cũng có lỗi. Vậy thì cái bình đẳng ở cái chỗ là đâu phải cái bàn nó sai, hay là người để cái bàn sai. Bây giờ người ta để đó vì cái nhu cầu người ta để, mình do mình sơ ý mình mới đụng. Nhưng mà thường là mình đụng cái là mình trách, trách cái người để cái bàn vô duyên. Biết bao nhiêu chỗ để cái bàn kỳ cục, mà trong khi đó mình cục kỳ, kỳ ra cả cục mà mình không hay. Thưa đại chúng, cái tu nó không có cái gì mà cao xa mà nó khó tu đâu. Nó đơn giản hàng ngày. Cái quan trọng là chúng ta chỉ cần có cái tư duy. Phật gọi là thiền. Thiền không phải là bồ đoàn tổ cũ xoay mặt vô vách bao nhiêu giờ đồng hồ. Thiền là có khả năng thấy từng vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống. Pháp Hòa định nghĩa vậy cho đơn giản cho đại chúng. Thiền là người có khả năng, người tu thiền là người có khả năng thấy từng việc như vậy trong cuộc sống của mình. Cho quý vị thấy Phật dạy nè, đừng làm các điều ác. Ai nhớ câu kế? À, nên làm các việc lành. Rồi cuối cùng là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Đạo Phật có 3 câu à. Đạo đức nhà Phật có 3 câu à. Nhưng mà nói không cùng không tận à. Bây giờ cái câu đầu ta nói đừng làm các việc ác, thì người ta đặt câu hỏi lại, sao gọi là đừng làm các việc ác, anh nói tôi nghe coi. Cái này tôi cũng không biết à. Tôi nghe đọc cái câu này thường xuyên. Thật ra cái câu đơn giản là đừng làm các việc ác. Thế thì giờ chúng ta làm gì để thể hiện cái tâm đừng làm các việc ác? Giữ giới. Cho nên Phật tử mình đi thọ 5 giới đó. Tại sao mình phải thọ giới? Bởi vì thứ nhất, mình không muốn sát hại ai. Ai cũng ham sống sợ chết. Quý vị đánh con chó nó biết đau không? Nó hiểu được cảm giác là mình ghét nó không? Nó có con nó thương con nó không? Đời sống một con chó giống y hệt đời sống con người, phải không? Nhưng mà xin lỗi đại chúng, nhiều khi á, nói cho cùng, ví dụ con gà, con vịt nó chết người ta còn ăn được, con người chết ai dám ăn? Đó. Trong các loài động vật, chó, mèo, gà, vịt vân vân, trong đó có một con gọi là con người. Mà cái con người sống rắc rối khủng hoảng, nội cái ăn thôi không biết nhiêu món mà nói, không biết bao nhiêu rắc rối mà nói. Đưa chưa nói tới cái mặt, chưa nói tới cái mà gọi là ăn mặc ngủ là ba cái trong đời sống. Rồi chưa nói tới những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày, mà hễ rớ vô gì là sao rắc rối cái đó. Quý vị không tin, quý vị khám phá rồi. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi ở trong chánh điện, không có ngồi thiền gì. Pháp Hòa ngồi yên trên chánh điện, rồi Pháp Hòa suy nghĩ về mỗi cái cuộc sống của con người. Pháp Hòa thấy trời ơi, nhìn từ cái tóc xuống tới cái chân, không có chỗ nào không gây rắc rối. Nè, nổi cái tóc nè. Hễ làm thầy chùa là phải cạo. Cạo phải cạo cho sạch. Cạo cho sạch. Rễ mà lên chánh điện ta nhìn bóng ló, người ta xuống hỏi thầy có sức thuốc không? Tại sao? Tại vì người đời người ta quen rồi, tóc người ta phải có sức thuốc, cho nên ta nghĩ ông thầy cũng phải sức thuốc, đầu nó mới bóng. Nội một cái tóc thôi quý vị tốn tiền không?
Đừng có nói gì hết, đơn giản nhất là hớt tóc thôi cũng tốn, chứ chưa nói là nhuộm nha, chưa nói là uống nha, chưa nói là làm những cái thứ khác nha. Rồi tốn. Rồi xích xuống chút coi, chỗ này tốn không? Tốn. Xích xuống chút nữa coi, tốn. À, bây giờ nó có bán mấy cái loại mà làm cho con mắt bớt nhăn. Rồi trên này rồi xuống đây, xuống đây, xích xuống chút này coi có không. Cái này còn dữ dội nữa. Trời ơi, tối mà vẫn chưa tha mà. Ban ngày trét, ban đêm rửa. Rửa xong rồi chưa nữa có cái gì nó ụp lên cái nữa. À, đắt rồi không? Hồi ở Việt Nam mà nghèo nhất xứ, đắp dưa leo. Thời đó đâu có tiền đâu, ai mà biết kem gì với kem gì đâu, cứ trái dưa leo làm tới. Mà không có dưa leo thì là cái gì? Ai biết? À, trứng gà sang à. Không có dưa leo thì cà chua. Rồi xích xuống đây, xích xuống đây một chút coi. Ờ, đó này. Ôi chà, hồi xưa là đỏ mới đẹp nha, bây giờ bầm tím nó mới đẹp. Rồi xích vô một chút nữa coi. Có ai sống ở Việt Nam mà cái xứ nghèo chưa? Hồi nhỏ mà nghèo không có tiền mua bằng chải đánh răng á. Nè, nè, nè. Sáng ngủ dậy là chỉ cần đưa cái này vô chọc chọc. Có ai làm cái này chưa? Có ai làm cái này chưa? Nhất Dương chỉ. Hồi lúc nhà ở Việt Nam mà lúc mình nghèo đó, làm gì có bằng chải đánh răng? Làm gì biết cái kem đánh răng là gì? Nghĩa là giỏi lắm là miếng muối, còn khá chút nữa là than đá. Nghiền nó ra, nghiền nát nó ra rồi chà, phóng quà là có một thời gian vậy. Rồi kế đến là quý vị thấy xích xuống. Rồi bây giờ quý vị cứ quán từ ở trên tóc xuống cho tới cái ngón chân, mang vớ cả năm mà làm neo vẫn làm. Thì nhờ vậy neo nó mới đắt. Nói như vậy, nói như vậy là để chúng ta quán, chúng ta thấy quả thật con người sống rồi chết, nhưng mà cái khoảng sống chết đó rắc rối không? Quá rắc rối. Đã mình mới có nói tới tự thân chăm sóc, chưa đến đó rắc rối nè. Hằng ngày giao tiếp nói chuyện với nhau, một câu mà họ lệch thôi, hiểu ý khác liền, bắt lỗi liền, bắt phải liền, mà rốt cuộc bắt cho nhiều rồi rồi sao? Cũng què thôi chứ làm gì giờ. Nếu người nào mà ta dễ thương, dạ con xin lỗi. Người nào ta không giúp, rồi làm gì tôi? Thì ta nói là biết thôi chứ làm gì. Rồi xong, què. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nếu mà nói về cái bình đẳng, không làm các điều ác là thể hiện qua cách là chúng ta giữ giới đó. Còn cuộc sống của con người đang sống thì mình không có đang tâm mình làm bất công. Trong cái giới thứ hai là gì? Ăn cắp của người ta mình không lấy, mình đang lấy là mất lẽ công bằng, phải không? Như vậy thì cái bình đẳng phước là gì? Là nó thể hiện ngay khi chúng ta giữ giới. Cái của người ta mình không lấy mà nó khổ nổi. Người đời người ta chưa tu, người ta không tham, không nói đi. Thậm chí nhiều lúc mình đã đi vào những cái nơi thánh đường, chuẩn chỗ, chùa chiền rồi, cũng cái tâm tham nó vẫn không hết. Người ta để kỹ là mình rình, người ta để hở mình rinh. Không biết ở đâu hỏi. Cho nên rồi mình có cái gốc tham, rồi cái đồ người ta để là cái duyên tham. Để rồi mình phải suy nghĩ cái cách nào để tham. Ba cái hợp lại, cái gốc tham, cái vật để mình duyên cái tham, và cách thức làm sao để mình tham. Ba cái đó nó hợp lại nó thành nghiệp. Quý vị thấy sáng ra cái, chà, sáng nay sao thèm cháo cá quá. Khởi cái tâm thèm, cái bắt đầu nghĩ tới con cá. Ở Việt Nam mà ăn cá tươi là phải đi mua con cá nó còn sống, về rồi suy nghĩ có cách nào giết nó.
thì đầu tiên là phải đập đầu, đánh dãy, cắt cổ, mổ bụng gì đó vân vân, rồi khứa, rồi ướt, rồi làm gì đó. Khi mình muốn ăn cái đó, một quá trình tạo nghiệp ở tư duy mới đi tới hành động, cái đó nghiệp nó thành. Bởi vì gốc mình muốn, duyên nó có. Thí dụ bây giờ mình thèm cá mà không có cá, cái mình ăn đậu hũ, giảm nghiệp. Cho nên quý vị nhớ là nghiệp từ đâu, cái gốc mình có, cái duyên, cái cách, ba thứ nha. Nghiệp gốc tham, duyên tham, cách thức tham, thành nghiệp. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ hằng ngày mình quán như vậy để làm gì? Để mình bình đẳng. Ví dụ như bây giờ ha, những cái lúc mình thất nghiệp, giảm tiền, thì nó mình nói thôi, nói về cái đẹp mình cũng đã từng rồi. Trong lúc này kinh tế nó xuống, mình đơn giản cũng không sao. Chứ còn nếu mình nghĩ không thể được, mình đã lỡ đẹp vậy rồi mà không đẹp, người ta nghĩ lúc này mình nghèo, cái là mình phải đi mượn, phải đi làm mọi thứ, chi cho nó khổ. Thì cuộc đời mà có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Thấu đáo được cái lẽ đó, cái mình sống bình thường. Mà sống bình thường là mình đã bình đẳng, phải không? Có khi mình cắt tóc dài nó cũng đẹp, có khi mình cắt tóc ngắn nó cũng đẹp. Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Tóc nào cũng sử dụng được hết. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Thì đằng nào mình cũng có, thậm chí người ta còn khen nó gì đó, lùn sang mập gì đó. Thì người cái nào ta cũng có câu để nói mà. Thì mình cứ bình thường đi. Quý vị nhớ con người mình nó có ba thứ. Một là bình thường, hai là bất thường, ba là phi thường. Thí dụ như cuộc sống mình cứ đói ăn mệt ngủ, khá thì mình sống theo khá, thất nghiệp ít tiền sống theo thất nghiệp ít tiền, sống vậy là sống bình thường. Còn không có đi mượn làm cho nó có bất thường nữa. Mà hễ mà một khi mà nó leo lên rồi, nó đâu có dừng ngay đó đâu, nó đi tiếp. Rồi cuối cùng là gì? Nợ chồng theo nợ, nghiệp tạo thêm nghiệp. Cái phước mình ta đã hết rồi, nếu mình muốn không ẩn nhẫn chờ đợi phước nó tụ, cũng giống như mình xài hết nước, đừng xài nữa, để đó cho nước nó tụ lại có xài nữa, thế thôi. Cái phước là do mình sử dụng hay là do mình tạo? Nếu mình khéo tạo thì phước tăng trưởng, hoặc là có hoài để mình xài. Ngược lại mình lo mình xài mà quên tạo thì có ngày nó hết. Bây giờ nếu nó lỡ hết thì ráng chờ, chờ phước nó tụ rồi xài nữa chứ có gì đâu. Chứ cuộc sống mà nếu bình thường được vậy đó, cái mình đỡ tạo nghiệp. Mình đỡ tạo nghiệp. Cho nên bình đẳng là gì? Khi chúng ta giữ giới. Khi chúng ta giữ giới là chúng ta tạo cái gia đình người ta đang hạnh phúc, mình không có phá hoại. Đoàn thể người ta đang bình an, mình đừng có nói ra nói vô, đâm bì thóc, thọc bì gạo, nói đầu này nói đầu kia để cho nó gây gỗ xáo trộn. Cái đó là mình làm mất đi cái phước ở cái việc bình đẳng của mình. Cái gì thấy nói thấy, thậm chí thấy nghe mà mình thấy nó không lợi ích cũng không nên nói nữa. Chứ đừng nói là mình nói. Cho nên Phật hay lắm, Phật có dạy trong một cái bài kinh, có những người, người ta chưa kịp nói là đã tự nói. Phật nói này nguy lắm. Giống như người ta chưa kịp mà khen nữa là tự khoe rồi. Có cái ông đó, ổng đeo sợi dây nịt mới từ sáng tới chiều không ai khen hết trơn á. Mà ổng trông dữ lắm, không ai khen hết trơn á. Trời ơi, rồi cái cũng may là có cái ông đó, ổng mang đôi giày. Đó, rồi ổng mang cái đôi giày mà từ sáng tới chiều cũng chẳng ai khen đôi giày của ổng hết. Cái bữa nọ cái ông, hai người đi ngang sao, cái ông dây nịt ổng đụng cái ông mang đôi giày mới á. Cái thì cái đụng xong cái ông mang đôi giày, ổng có cơ hội quá chừng đi, ổng nói đi không cẩn thận có chừng tôi đá à, nghe. Cái ổng đưa cái chân lên, ổng khoe cái đôi giày mới á.
được cơ hội cái ông mang dây nịch á, ông muốn khoe dây nịch mà đâu có cơ hội đâu. Ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịch của tôi nghe. Cái là ông khoe cái sợi dây nịch ra. Rồi cái anh kia anh đeo cái hột xoàn từ sáng tới tối mà không ai khen gì hết trơn, được cơ hội thôi cho tôi can đi. Ảnh vảnh tay lên khoe. Phật nói có nhiều người không ai hỏi mà tự nói. Có nhiều khi mình tới chùa mình ngồi, đâu ai nói gì đâu, lại khều sáng giờ có gì lạ không, bữa nay chùa có gì lạ không, bộ muốn có chuyện lạ lắm hả, chùa yên mới tốt chứ chùa lạ mới tốt. Cái bệnh tháng này tôi cũng đi tới đó có gì lạ không, vân vân. Rồi nhiều khi mình nghe người ta nói nữa, cho nên á quý vị thấy rồi, riết rồi, mình tu cũng tu mà mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình nó nhiều hơn cái mình tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một tháng ăn chay 4 ngày thì còn lại bao nhiêu ngày mình ăn mặn? 26 ngày ăn mặn. Thì 26 ngày ăn mặn thì dĩ nhiên cái tập khí mà ăn mặn nó phải nhiều hơn rồi. Cũng như vậy đó, cũng như vậy. Cho nên tại làm sao mà Pháp Hòa cứ khuyên đại chúng cố gắng làm gì, làm mỗi ngày đại chúng có 15 phút tụng kinh ngồi thiền. Em xin 15 phút thôi, không có xin nhiều. Quý vị chọn một bài kinh nào quý vị thích, thậm chí một bài sám tụng, nhất là những bài sám tụng hay lắm, quý vị chọn một bài quý vị tụng đi. Thí dụ cái bài này cũng hay nữa nè: trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần, đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đó là mình khen Phật ha. Giờ mình khen pháp nè: pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Giờ mình khen tăng nè: tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm. Nguyện xin chuyên cần, làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở, nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời, bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu, nỗi khổ của mọi loài. Tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, rượt vượt qua ngoài cõi khổ. Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Cái bài tụng đó nó chỉ có nhiêu đó thôi, mà nếu mà đại chúng chịu khó tụng mỗi ngày, chịu khó là Pháp Hòa năn nỉ đó, chứ còn tu mắc gì chịu khó. Tại sao không nghe nói ăn chịu khó? Thôi để tôi chịu khó ăn, để tôi chịu khó đi chơi, để tôi chịu khó đi ngủ. Không ai nói vậy trơn á, mà toàn là thôi để tôi chịu khó đi chùa, tôi chịu khó tu. Lẽ ra tu là không có phải chịu khó, vì tu là cái chuyện luyện tâm của mình, lập công bồi đức, tạo phước cho mình, mắc gì ráng. Nhưng mà thôi giờ năn nỉ đó, ráng tu giùm em. Cái câu đó hai nghĩa. Quý vị tu, nghĩa là 15 phút mình tụng bài kinh để làm chi? Để cho nó sạch, để cho nó trong, để cho cái lời đó nó thấm. Mà như nãy Pháp Hòa ví dụ đó, nếu người mà ăn chay trường thì tâm không bao giờ khỏi độ mặn, đi chợ là chỉ vô thẳng hàng rau. Còn vì mình còn ăn mặn cho nên quẹo vô chỗ kia nhiều. Tháng ngày nào mà ăn chay ghi giấy tùm lum hết trơn, nhớ ăn chay, nhớ ăn chay, vậy mà sáng ra vẫn còn quên. Rồi bóc vô miếng, ở chá cha bữa nay mùng 1,
Rồi phải chi như người ta biết mùng 1 rồi thôi trở lại ăn chay đi. Không, thôi lỡ rồi làm luôn. Đó, Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị thấy mình sống theo cái nghiệp có của mình nhiều không? Đó, bình đẳng nghiệp. Cho nên bình đẳng nghiệp là mình ăn chay, mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân. Những cái đó để chúng ta sống bình đẳng, giữ giới tạo phước. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị đi đường, quý vị gặp bản stop, quý vị làm gì? Dừng. Mình dừng lại để cho bên kia người ta đi, bình đẳng không? Tới phiên mình ngừng, tới người khác đi, rồi một lát người khác ngừng, mình đi. Thấy đèn xanh mình đi, đèn vàng mình chậm, đèn đỏ mình dừng. Cứ giữ mực như vậy bình đẳng không? Không tổn hại ai. Mình đi vô mấy cái chỗ school zone, người ta để bảng rõ ràng, vẽ một đứa học sinh băng qua lộ, ta để bảng luôn 30 cây số giờ, mình vẫn chạy nhanh, rồi mình bị phạt. Nói sao kỳ vậy, tôi chạy chậm. Không có gì kỳ hết á. Bây giờ nó có cái máy nó chụp hình. Như vậy mình không giữ cái điều đó thì chắc mình phải gặp một cái khó khăn. Như vậy cái bình đẳng là gì? Chỉ cần chúng ta giữ quy luật là bình đẳng. Quý vị thấy nước Mỹ á, hay nước Canada nói chung á, người ta tới người ta xét nhà mình trong khi mình xây cất, người ta làm khó mình đủ cách cái vấn đề vệ sinh vân vân. Thật sự ra tại không hợp ý mình ẩu thì người ta cho qua, cái mình khen dễ thương. Mà người ta khó khăn thì mình lại phiền não với người ta. Mà thật sự ra nếu nói cho cùng là ta muốn làm gì? Ta muốn bảo vệ sự an toàn cho mình. Ví dụ người ta dặn mình đi vô bếp là phải bao tóc lại, rửa tay mỗi khi mình làm, ví dụ vậy đi. Hay là nồi chảo phải khỏi mặt đất 1 feet. Thức ăn không được để bên ngoài quá 4 giờ đồng hồ, nó sẽ sanh vi khuẩn, vi trùng. Người ta làm, người ta qua ra những cái quy luật như vậy, chẳng qua là để giữ an toàn cho mình và cho người. Vậy thôi. Cho nên mình giữ giới là tạo một cái phước, là phước bình đẳng. Rồi cái cuối cùng là phước gì? Bố thí phước. Trong kinh Pháp Cú có câu: nay vui đời mai vui, làm thiện hai đời vui, nó vui mình nó an vui, thấy việc thiện mình làm. Ngược lại, nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó khổ đời này khổ do nghiệp xấu mình làm. Cái phẩm đó, hai cái câu đó là hai cái câu nó song song với nhau, nó nghịch lại. Hễ mà mình làm thiện thì đời này thiện, làm thiện hai đời thiện, đời đời vui đời sau vui. Thì cũng ở trong trường hợp như vậy, bố thí là gì? Là mình cho. Mà cuộc sống này á, cái vui là mình được cho chứ không phải mình được nhận. Người ta nhận người ta vui là đúng rồi, mình là người cho mình vui lắm. Ví dụ như người ta đến, ta nói anh có thể giúp cho tôi làm cái vấn đề này không? Mình có khả năng mình làm giúp được người ta mình vui, mà người kia cũng vui. Mà ngược lại mình nói trời ơi xin lỗi, tôi muốn giúp lắm mà tôi không có khả năng, thì ngay cái đó cái mình cũng hơi buồn. Mình lâu lâu người ta mới nhờ mình không giúp được. Cho nên mình giúp được ai cái điều gì đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy mà để quý vị làm phước không có ngán nè. Khi nào mà có việc gì đến với mình á, quý vị cứ nghĩ là mình được phước mới được làm, có phước mới được làm. Là quý vị làm phước không mệt mỏi. Ví dụ như á, người ta nhờ mình chở đi chùa, tại sao cả trăm người thắm nhờ mình? Thứ nhất, tại mình dễ nhờ. Mình ta nhờ là mình, cái người mà nhờ mà cứ từ chối cằn nhằn khó chịu một lần thôi, có nhiều người là ta không dám nhờ nữa. Còn ta nhờ mình vui vẻ đó, thì mai mốt ta tiếp tục ta nhờ nữa. Nhưng mà bây giờ mình buồn, mình mệt mà không muốn đi, mình nghĩ rằng á, tại sao bao nhiêu người ta không nhờ, ác hẳn là cái phước của mình. Cho nên á, để giúp cho mình á, làm việc không có mệt mỏi đó, quý vị cứ nhớ, khi người ta đến với mình, đó là cái phước của mình. Chờ Pháp Hòa thường á, không phải Hòa nói với nhiều khi á, giảng có 1 tiếng à, đứng chụp hình 3 tiếng.
Nhưng mà Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng, vì Pháp Hòa nghĩ đó là cái phước của Pháp Hòa. Cái phước là được người ta còn thương, người ta muốn chụp hình với mình, chứ hình mình như ma á thèm chụp. Phải không? Thành thử mà người ta còn đến với mình, đó là cái phước của mình. Cho nên quý vị nhớ là phước là gì? Là những điều kiện lành mà mình có được. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như hôm nay á, ngồi đây Pháp Hòa nói mà quý vị còn nghe được, là mình còn cái phước ở lỗ tai, là mình còn nghe tiếng rõ ràng. Cho nên nhiều khi khi mình ở tuổi 80 rồi, bắt đầu tai mình lãng rồi, muốn nghe nghe không được. Có nhiều bác đó tội lắm nha, không buổi giảng nào mà không có mặt. Quý vị biết không, cuối cùng á, bác đâu có nghe được cái gì đâu. Nhưng mà hỏi bác không nghe được, bác lên chi vậy? Nó lên ngồi cho nó xôm. Thấy không? Cái đó cũng cái phước. Cái đó cũng, mà đâu phải là bác không phải là mất cái phước đâu. Bác không nghe được, nhưng mà bác lên đây để bác có mặt cho đại chúng, bác đó cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa nói quý cụ ha, hồi đó mình già, lúc còn trẻ đó mình đi chùa mình không quả. Bây giờ mình già rồi, mình hết nấu gì nổi rồi, để cho sắp trẻ nấu. Để cho sắp trẻ nấu cho mình lên chánh điện mình ngồi niệm Phật. Mình ngồi mình niệm Phật để mình cho phước được mấy người trẻ. Đồng thời mình làm cái bóng dáng của người Phật tử tu hành. Thí dụ như mấy người trẻ mà ngó bà cụ niệm Phật cái nói rồi, bây giờ bác này hồi xưa nấu mình ăn nè, bây giờ mình nấu lại cho bác ăn. Và đồng thời mai mốt mình già mình cũng sẽ giống bác, mình lên đây mình ngồi mình niệm Phật. Chứ bây giờ nếu như mà người già mà không chịu đi chùa, mà ở nhà ngồi coi cải lương khóc miết, rồi vừa tốn nước mắt rồi tốn tốn giấy tí xu, rồi là không có làm được cái hình tướng cho Phật tử họ nhìn họ tu nữa. Cho nên quý cụ mà lớn tuổi á, cũng cứ đi chùa, trừ khi nào đi hết nổi thôi. Còn đi được cứ đi, ngồi ở đây cũng được, ngồi ở dưới, phải không? Miễn sao quý bác còn đi chùa. Cái hình bóng của người lớn tuổi nó làm cái hình ảnh đẹp cho người trẻ. Người trẻ nhìn người già tu nói trời ơi, già đáng lý giờ này hưởng phước, còn vô đây chịu khó tu. Trẻ kiểu mình không tu uổng lắm. Rồi cái người trẻ mà đi chùa tu, cái mấy người già nhìn nói trời ơi, nó trẻ mà nó chịu tu, mình già kiểu này chưa chịu tu uổng lắm. Cho nên người nào cũng quán được hết. Người già nhìn người trẻ quán, người trẻ nhìn người già quán. Cái đó là tư duy phước, phải không? Rồi mọi người đều tu và giữ gìn giới, gọi là bình đẳng phước. Rồi mình bố thí đâu phải chỉ cơm áo gạo tiền, mà mình bố thí gì? Nụ cười, lời nói, phải không? Cái sự thân thiện của mình đều là sự bố thí đó. Quý vị đừng có lầm là bố thí là ở mặt tiền của nha. Bố thí có nhiều cách bố thí lắm. Mình khuyên người ta một lời, mình an ủi người ta một chút, đều là bố thí hết. Đều là bố thí. Thấy một người bạn đạo mới bước vô chùa, biết người đó mới đó, tới làm quen, nói chuyện, giới thiệu, làm cho người ta cảm nhận là người ta có một cái sự chào đón để người ta tiếp tục. Quý vị biết cái tâm trạng mà người mới tới mà bỡ ngỡ, ai dòm ngó, người đó dễ thối tâm lắm. Cho nên các vị nào mà ở lâu năm trong chùa, cố gắng thấy người mới tới phải tới chào hỏi, quan tâm giúp đỡ người ta, nhưng mà chừng mực thôi. Thí dụ như tối rồi cho người ta ngủ, đừng đeo nói chuyện hoài, rồi người ta ngủ không được cái nói kết thân kết riết cho ta phiền luôn, ta không gặp mình ta né. Cái gì nó cũng chừng mực. Cho nên á, mình không bỏ những người mới. Các vị đi chùa lâu năm á, gọi là Bồ Tát bất thối. Còn các vị mới vô chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mà Bồ Tát sơ phát tâm là dễ lắm nha, dễ thối tâm lắm. Vì có thể người ta vô người thấy một hình ảnh không có thiện cảm. Ví dụ ta thấy một cái bà trong bếp lâu năm mà sao bà dữ quá. Mình mới vô xin cái chén, bà nạt, họ lấy chén làm gì? Ví dụ vậy đó, cái mình nản, mình không đi chùa nữa. Cho nên các vị mà ở lâu năm cẩn thận. Mình càng lâu năm á, thì mình phải càng có một cái nét đẹp của người lâu năm. Đồ cổ nó có cái đẹp của đồ cổ, nó có giá trị của đồ cổ. Những cái người mới tới gọi là sơ phát tâm. Ví dụ hôm nay có một số quý vị chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe Pháp,
Nhưng mà nhờ cái duyên nào nào đó quý vị đến, quý vị nghe pháp, quý vị đi chùa. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa với quý vị nè, cái điều này nó không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực hiện ba cái điều này. Bất cứ ai sống ở đời này, chúng ta đều có thể tạo phước ở mặt tư duy, ở mặt hành trì những cái giới luật, ở mặt giúp đỡ mọi người. Ba cái này Phật gọi là ba cái phước mà người trí nên nương vào đó mà sống. Ở cái mặt đời sống đối nhân xử thế, chúng ta nên bố thí. Ở cái mặt đối với bản thân khắc kỷ thì chúng ta giữ giới. Về nội tâm thì chúng ta phải tư duy thiện lành để nó sanh cái phước. Rồi bây giờ quý vị thấy, người mà thường có cái tư duy thiện lành thì lời nói thiện lành, hành động thiện lành, không cần nói giới mà tự khắc người đó giữ giới. Ví dụ người đó không bao giờ, người đó luôn luôn bình, không bao giờ cần phải phát nói, ôi tôi đừng ăn cắp gì, cái của không phải của mình, không nhận vậy thôi à. Thì có cần gì tuyên bố tôi giữ giới không? Mà vẫn giữ giới. Đi vô trong nhà vệ sinh, thấy cái đồng hồ của ai để đó, thậm chí mình nói để yên chỗ đó, để cho lát nữa người ta nhớ, người ta trở vô người ta lấy. Mình đem vô mình cất với cái ý nghĩ là lát ai hỏi cái giả bộ nói tôi nhận tôi cất giùm sợ mất. Còn nếu ai không lấy thì coi như cúng luôn, phải không? Thì bây giờ mình nghĩ đi. Cho nên có nhiều khi á, Pháp Hòa hay nói vậy nè, có nhiều khi mình nghĩ cái đó, cái lời, cái hên của mình mà mình không nghĩ đến người khác. Ví dụ bây giờ quý vị lát nữa bước xuống lầu cái lượm được cọc tiền, trời bữa nay đi chùa hên quá, nghĩ vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta mất cọc tiền ta nói sao? Trời ơi bữa nay đi chùa xui quá, đi chùa mà mất tiền. Thế quý vị thấy không? Thành thử ra ở đời này cái hên xui không có nói được. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ hãy mình được cái gì phần mình cái mình kêu là hên. Vậy thì cái người mất cái phần đó người ta nói gì? Người ta xui, phải không? Mà chúng ta, nếu chúng ta quán niệm rằng cái mà mình nhặt được á, nó là quạnh tài. Quạnh tài là gì? Cái của bất đắc, cái của mà không phải của mình mà mình lượm được, cái của đó không nên xài hết. Thậm chí còn đem bố thí cho nó hết nữa, chứ đừng nên để, không nên. Vì cái đó là sao? Cái mình nhặt được là cái khổ đau của người đó. Người ta mất cọc tiền, người ta khổ mà sao mình kêu hên? Mình chắc mình xài nổi cái tiền nước mắt đó không? Thành thử ra nhớ ở đời, cái gì mình có được cứ nghĩ là thôi cái đó cũng còn chút phước của mình. Bên cạnh đó khởi tâm hồi hướng, xin nguyện cho mọi người ai cũng được cái phước như con. Như vậy mình không giảm cái phước, mình bình đẳng ở cái chỗ là có nhưng mà vẫn hồi hướng. Ví dụ quý vị nghe pháp xong quý vị hồi hướng, tại sao? Vì mình cũng mong mọi người ai cũng có cơ hội được nghe những lời pháp giống như mình, để người ta chuyển hóa đời sống của người ta. Cho nên mình xong rồi cái mình hồi hướng, nghe pháp xong cái hồi hướng. Thật sự ra cái hồi hướng này không biết mình ngồi đấy mình tư duy cái gì, mình làm gì, nhưng mà trước mắt mình thấy là mình được một cái cơ hội nghe lời của Phật, nghe những lời thánh thiện. Thì mình cũng mong mọi người cũng có cơ hội đó. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Hôm nay á, mình ngồi nghe pháp đây, cứ nghe riết, biết đâu chừng mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó mình thấm dần Phật pháp. Cái này là hồi nhân hướng quả, phải không? Mình nghe pháp có một chút à, mà mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Dạ đúng, tuy một chút, nhưng nếu ai cũng được một chút thì quả thật họ cũng được có một chút, còn không hơn không có gì hết. Cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Mình ngồi mình nghe nhớ, biết nhớ được nhiều, nhưng mà vẫn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu ai nhớ được một câu một lời, họ cũng được thiện nhân thiện quả. Đó là hồi tiểu hướng đại. Còn mình ngồi nghe pháp đây lâu ngày, lâu tháng, mình cũng được thấm nhuần. Cái này hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại. Hồi tự hướng tha là mình ngồi nghe pháp đây là tự mình nghe, và mong mọi người cũng được như vậy. Hồi tự hướng tha. Rồi, sự đây là mình ngồi nghe, nhưng mà thấu đáo cái đạo lý đó là quan trọng. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Bốn cái hồi hướng phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng tha, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Được như vậy thì chúng ta là một người Phật tử
bố thí. Bố thí trong khi mình nghe pháp đó, tụng một bài hồi hướng là bố thí, để cho mọi người cũng được như vậy. Cho quý vị thấy không, đi trên đường thấy một cây đinh lượm lên để người khác khỏi đạp là bố thí, thấy một cái miệng chai lượm lên để người khác khỏi có bị thương là bố thí. Tất cả những việc làm của chúng ta đều là bố thí. Người tu bố thí pháp, người đời có khả năng hơn bố thí tài. Nhưng mà rồi mình bố thí tài mà mình khuyên được người ta trở về với con đường tu niệm thánh thiện là bố thí pháp. Vừa là bố thí pháp, vừa là bố thí tài. Mà ai là người có khả năng làm việc đó nhất? Cư sĩ Phật tử tại gia. Quý vị có đi làm, quý vị có tiền, rồi cho người ta tiền mà còn khuyên người ta lời thiện nữa, bố thí tài, bố thí pháp, phải không? Mà người ta có pháp rồi, người ta vượt hết những cái khổ đau phiền não trong cuộc sống. Đó là bố thí vô úy. Bố thí nó có ba cách đó: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi. Thì thôi, hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, người xưa có câu như thế này: tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Quý vị nhớ câu tùng thiện như đăng, tùng ác như băng là sao? Đi theo cái thiện khó như lên núi, đi theo cái ác dễ sụp đổ như ở một cái mé, ở một cái trũng. Đứng mé là té liền, phải không? Thì cuộc sống của mình, mình làm ác nó dễ sụp đổ như vậy đó. Còn làm thiện cũng như đi lên trên núi vậy, khó. Tại vì sao? Mình làm thiện chưa đủ, tâm thiện nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình làm thiện mà nếu người ta không đáp thiện với mình, dễ thối tâm lắm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay nói, quý vị coi phim Tàu, quý vị nghe câu này: làm người tốt thiệt là khó. Nhớ không? Nhiều khi á, mình muốn giúp người ta mà rồi người ta cũng, nghĩa là làm khó làm dễ mình, riết làm cho mình bực. Như vậy thì quý vị thấy không, nếu cái tâm mình chưa đủ thiện, mình không thắng được cái dở của người khác đối với mình đâu. Cho nên cái tâm mình phải thiện, phối hợp với hành động thiện thì vượt thắng được cái dở của người mình nói là cái ác. Thí dụ mình làm giúp cho người ta mà quay lại người ta chửi mình, mà nếu như tâm mình không đủ thuần thiện, việc làm mình không đủ thuần thiện, không thể thắng được một lời nói ác của người đó. Cho nên muốn thắng được cái lời nói ác người đó, tâm thiện, hành động thiện. Thì người Phật tử hay nói chung là tất cả con người của chúng ta, hễ tâm mà phát đi tới hành động, tâm phối hợp với hành động lời nói, vượt được cái đó, chúng ta gọi là siêu chứ có gì đâu. Thôi, chúc đại chúng có một đêm an lạc. Dạ, thưa đại chúng, là ngày mai Pháp Hòa sẽ có buổi nói chuyện 9 giờ rưỡi ở Thanh Nguyên, tối mai thì sẽ trở lại là đây với quý vị ha. Thì để cho cái buổi tối ngày mai sinh hoạt được vui, thì mời đại chúng, quý vị có những câu hỏi đó, quý vị có thể viết ra giấy rồi đem lên để vào cái chuông này ha. Thì tối ngày mai mình sẽ có một buổi sinh hoạt vấn đáp để trả lời những câu hỏi nào liên quan đến sự tu tập của mình trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì nó vừa vui mà nó vừa đáp ứng được những cái nhu cầu của đại chúng chọn. Dạ. Xin thầy quan thể trả lời cho con hai câu hỏi nhỏ nhỏ được. Rồi. Bây giờ đồng này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: theo đạo Phật, thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ, vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay, và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ, theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định,
thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy, không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy, cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật? Hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm, mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa. Và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Quý vị nhìn ra phía sân chùa Chân Không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia, quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp. Thấy không? Thì quý vị thấy không? Đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ốm nhôm. Tại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu, mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó. Và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no, mô Phật, ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng. Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình. Nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không? Hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc, mình than van là vì mình nói gì ổng cũng ngồi yên đó. Thế thôi. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm.
Thì cái bữa đó đó coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Kheo hỏi: con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói: dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình. Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam, Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn. Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoại. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ? Cúng trái cây. Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời á, bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả. Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt. Nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa. Vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông, không mua là giận.
dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày dỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên, còn hễ tổ chức thì nhắc ồ đây là mùa Vu Lan. Thấy ai đó cài hoa hồng, lễ Vu Lan. Thấy ai đó thấy sen trong hồ nở, lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả, phải không? Phải quả nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình, phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặp quả đó. Nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á thì là không ai có lỗi, mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này nè là họ có bị tội hay là họ thay luật nhân quả, họ hành sự như vậy? Nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dưng nước lã ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả. Cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình á, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó. Còn nếu không á là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó. Chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ. Không hợp rơ sao nghe được. Cho nên ta nói là sao? Nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó. Thấy không? Nghĩa là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ, uống 1000 ly rượu vẫn thấy ít, gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, 1000 ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi, nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha. Thưa đại chúng, là tri ân á, là một trong những cái đức lành của một người sống ở đời, không riêng về Phật tử. Ở trong kinh Di Đà nói á, là ở dưới đáy hồ của ao sen á, toàn là cát vàng. Ai nhớ cái điều đó không? Khi mà nói tới những cái cảnh đẹp của Tây Phương Cực Lạc á, thì ở Tây Phương Cực Lạc có một ao sen chứa nước 8 công đức. Và trong ao sen đó có những hoa sen mọc lên. Và đặc biệt là dưới đáy ao đó cát thuần là cát vàng. Thì cái chữ thuần cát vàng đó là tượng trưng cho cái tâm thuần. Bởi vì trong đáy ao hay là ở trong lòng biển có chứa tất cả những đồ quý. Thí dụ như mình biết ở đảo này, ở biển á, một trong những cái đặc tính của biển là ở trong lòng biển có rất nhiều những bảo vật. Thì ở trong tâm
của một hành giả, một người sống ở đời, thì phải có rất nhiều những cái pháp lành. Tại sao? Tại vì khi chúng ta có pháp lành đó, thì chúng ta mới nuôi dưỡng được những cái hoa, những cái cây nào mà nó mọc ở trong cái hồ đó. Ví dụ như trong đáy ao sen của cõi cực lạc thường là cát vàng, cho nên nuôi được những cái đóa sen rất là lớn. Lớn như cái gì? Trong kinh nói lớn như cái gì? Lớn như bánh xe. Sen xanh thì tỏa hào quang xanh, sen đỏ tỏa hào quang đỏ, sen trắng tỏa hào quang trắng, hương diệu tinh, vi diệu tinh khiết. Thì đại chúng nhớ là khi mà mình trong tâm mình á, tại sao mà mình tu tập? Nhiều khi mình đặt ra một câu hỏi, ủa tại sao mình phải làm những cái việc vậy? Như quý vị đổ bỏ tiền ra mua một cái vé rồi đi qua đảo Hawaii nói chung, thì ai cũng nghĩ là mình đi đâu? Đi du lịch, đi tắm biển, đi phơi nắng. Ai ngờ đâu vô trong chùa ngồi chéo chân lim dim rồi nghe pháp tu tập, thí dụ vậy. Như vậy thì mình á làm một cái việc mà người khác người ta thấy nó lạ, đối với người ta là để dành tiền là buộc lòng là phải enjoy, phải có một cái gì đó để xứng đáng với cái tiền người ta bỏ ra. Còn mình á, bỏ tiền ra để mình đi tìm những cái như thế này, như vậy có phải rõ ràng ở trong lòng mình có những cái tâm thuần khiết như vậy, cho nên mình nuôi dưỡng được những cái chuyến đi như vậy. Có những Phật tử á, đi du lịch mà tới cái thành phố đó gặp người Việt, cái hỏi chị ở đây có chùa không, để làm gì? Để đi chùa. Mặc dù là vẫn đi chơi, nhưng mà rồi trong tâm của mình á vẫn muốn đi chùa. Tại vì sao? Tại vì trong tâm mình có những cái đồ quý, đó là những cái hình ảnh đẹp của chùa. Cái trong lòng mình nó có những chữ mà chúng ta thốt ra, cho nên trong tâm hàng ngày mình phải lọc, mình phải chứa những cái pháp lành. Cho nên một trong những cái đức lành của biển, một cái đặc điểm của biển là gì? Ở trong lòng biển có chứa rất nhiều những đồ quý báu. Mà đồ quý báu mà chúng ta Phật tử cần có đó là gì? Đó là những giáo lý. Ví dụ như mình thường niệm tứ diệu đế. Ai nhớ tứ diệu đế là gì không? Khổ, tập, diệt, đạo. Mà nói theo cái từ mình dễ hiểu là khổ, chân thật của khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Mình thường niệm cái đó để làm gì? Không phải để mình bi lụy, mà mình thường niệm để mình thấy rằng mình có may mắn ở trong cảnh khổ mà chúng ta vẫn được như thế này. Thường niệm vô thường. Thường niệm vô thường để chi? Để thấy rằng mình còn sống đây là một may mắn. Ví dụ như là có những vị ngồi đây, thì có thể năm sau và trở qua, hay 2-3 năm nữa trở qua, cũng có thể không có cơ hội được gặp lại quý vị. Vô thường không có nghĩa là quý vị chết, mà có thể lần sau có qua thì quý vị bận việc nhà, quý vị có bệnh duyên, quý vị có những cái công việc gì đó mà không thể có mặt được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu trong lòng mình có chứa được những cái pháp lành, thì nó nuôi dưỡng được cái đời sống của mình. Ví dụ như mình chứa những cái lời ái ngữ, thì nhất định khi mình nói ra thì cũng nói những lời ái ngữ. Nếu mà mình thường nuôi dưỡng cái ý nghĩ lành cho người khác, mình thấy người khác mình vẫn có thể suy nghĩ tốt lành cho họ mà mình không nghĩ xấu. Cho nên làm sao mình trở thành một Phật tử thuần thành á? Cái chữ thuần thành đâu có nghĩa là mình đi chùa lâu năm kêu thuần thành, mình thuộc kinh nhiều là kêu thuần thành, mình biết rất nhiều những cái chuyện ở trong chùa kêu thuần thành. Có nhiều khi nó ngược cả nhà. Mình biết rất nhiều lễ nghi trong chùa thì tâm mình lại càng sao? Càng kiêu căng, càng ngã mạn, càng tự hào, tự đắc.
đủ thứ hết. Cho nên nếu mà mình không có được cái lọc á, để cho nó thuần á, chữ thuần là gì? Là không có tạp. Thuần là vàng, nghĩa là không có tạp những cái chất khác, không có tạp cái chất bạc, chất chì, hay là không có tạp những cái rác rưới khác. Vì vậy mà biển á, có khả năng đẩy hết những cái rác, đẩy hết những cái xác chết, những cái đồ bất tịnh đi vào trong bờ. Ở biển không có những cái tạp dơ là gì, biển đẩy vào, đẩy những cái đó vô. Thì cái người tu của mình á, mỗi ngày cũng đẩy ra ngoài những cái tạp dơ đó. Quý vị thấy mỗi ngày mình tắm, mình phải kỳ là sao, mình đem cái dơ ra. Mình đánh răng á, mình cũng đem cái dơ ra. Thậm chí lâu lâu mình phải uống thuốc detox, hay là mình fasting, mình uống nước để mình đưa những cái tạp dơ ra khỏi cơ thể của mình. Và khi nào những cái tạp dơ nó ra khỏi cơ thể mình á, thì mình mới cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Hôm nào mình ăn mà một ngày, hai ngày mà không tiêu hóa mà mình bị táo bón là mình khó chịu lắm. Là mình phải đi tìm nước gì mình uống, thuốc gì mình uống để mình đưa những cái chất đào thải ra ngoài, để cho cái cơ thể mình nó dễ chịu. Thì mình cũng thế thôi. Nếu mà trong tâm mình không có đẩy những cái phiền não ra ngoài thì mình sống ở đâu cũng phiền não hết, mình đi đâu cũng phiền não hết. Thậm chí nếu mà mình chưa đẩy ra những cái tạp dơ, đi khóa tu phiền não cũng như thường, dầu không chừng đi vô khóa tu phiền não còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình ở nhà mình không có ai gai mắt mình hết. Hoặc là nếu có đi nữa là 4-5 người bà con của mình, thân nhân của mình thôi, mà còn vô khóa tu là tới 10 người lắm. Mà nếu mà mình không có đẩy những cái đó ra thì khi đi vào trong khóa tu là mình dễ phiền não lắm. Tại vì trong lòng của mình nhiều phiền não, nhiều cái tạp dơ. Cho nên cái đặc tính thứ hai của biển á, là biển có khả năng đẩy những cái tạp dơ ra khỏi lòng biển. Nghĩa là người hành giả tu tập phải có khả năng đẩy những cái phiền não, đẩy những cái si mê, sân si ngã chấp. Mà cái ngã con người là một trong những cái mà ghê gớm lắm. Quý vị biết tiếng Anh chiến tranh là viết làm sao không? Chiến tranh là gọi là gì? War, phải không? W-A-R. Mà cái chữ đó nó từ đâu mà ra cái chữ đó? Từ cái Âu mình hay nói là we all right. We là W, E, A-L-L là all, right là đúng. Mình lúc nào cũng đúng. Và khi mà mình nghĩ mình đúng thì từ đó nó có chiến tranh. Nó có chiến tranh. Mà trong kinh Đức Phật nói một cái chiến tranh mà ghê gớm nhất là cái miệng mình. Quý vị đi tìm cái bài kinh là Hội Chúng Cao Thượng. Trong đó Đức Phật có nói về ba cái hội chúng. Có một hội chúng gọi là hội chúng gươm dao, nghĩa là gặp nhau thì không có nói những cái lời gì dễ thương hết, toàn là nói những lời hiềm khích, nói móc, nói xéo, nói xiên, nói trên đầu, trên cổ. Nói tiếng Việt mình có nhiều cách nói. Nói trầu cao, nói trên đầu, trên cổ, nói xiên, nói xéo, nói móc, nói méo, nói quanh, nói co. Nói cái gì, còn có nhiều người nói nặng nữa, nói đằng sóng đằng gió, vân vân. Đó là hội chúng gươm dao. Còn hội chúng cao thượng là giống như mình đang tập mấy ngày nay, hôm nay và ngày mai là mình đang tập sống thành một hội chúng cao thượng. Có không thích cũng không nói lời thô, tìm cách nói. Thật sự ra mình, nếu mình nói là con người mình hết giận là không có đúng. Và mình tu tập để làm gì? Để mình có khả năng đi tìm những cái từ ngữ nào nó ứng dụng, nó phù hợp cho con người, cho người nghe. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Khi mà mình đi chợ á, mình mua quần áo mình mặc á, cho dù cái món quần áo đó nó sale, mà nếu mình mặc không hợp, mình mặc không? Không mặc. Mà lúc nào mình cũng phải lựa từ cái mắt kiến, thay hạt với gương mặt.
Cái kiểu tóc phải hợp với gương mặt. Mình kẻ mắt cũng phải hợp với mặt của mình. Kẻ chân mày cũng phải hợp. Rồi mấy ông cũng phải vậy, mặc cái áo vest sao cho nó hợp với thân tướng của mình. Thầy tu cũng vậy, mình đắp cái y lên nó phải hợp với người mình như thế nào. Nói chung là con người mình sống là mình luôn luôn tìm những cái gì mà nó phù hợp. Nhiều khi cái bộ đồ đó đẹp với mình, nhưng mà ở trường hợp nào mình mặc, trường hợp nào mình mặc bộ đồ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng mặc bộ đó. Ví dụ như quý vị qua Hawaii, quý vị chơi, quý vị có thể mua những cái áo bông quý vị mặc. Nhưng mà nếu mà nó 2 ngày đi tu này mà người nào cũng mặc nguyên bộ đồ bông của Hawaii thôi, đẹp quá chừng luôn mà không hợp. Rồi cái thấy bộ đồ đó đẹp quá, cái đem về đi đám cưới cũng mặc, đi đám tang cũng mặc, nó đẹp hợp với tôi. Thật ra rõ ràng là mỗi ngày mình đều chọn những cái gì nó hợp với mình. Xin lỗi, đi cưới chồng cưới vợ kiếm tuổi hợp không? Kiếm tuổi phải hợp. Đi làm ăn cũng phải kiếm tuổi cho hợp. Mua cái nhà phải kiếm đất cho hợp. Trổ cái cửa phải cho hợp. Làm cái bằng, làm cái gì, cái bếp cũng phải hợp. Nằm phải hợp với hướng giường. Làm gì cũng phải hợp hết trơn á. Vậy mà mình không bao giờ tìm những lời nói nào hợp với cả con người mình. Nhiều khi mình thiệt là đẹp vậy mà nói ra câu trước quốc à. Quý vị thấy không? Thành ra mình tu là cái gì? Hôm qua Pháp Hòa có giải thích cái chữ thiền, thiền trăng. Khi quý vị ra ngoài bờ biển, quý vị ngồi, quý vị nói là đi thiền trăng. Thì có những vị mà lần đầu tiên chưa bao giờ nghe những cái từ đó. Đi ngắm trăng là tôi nghe, mà thiền trăng là tôi chưa biết. Quý vị biết thiền đăng không? Thiền đăng là thằng điên á. Có nhiều khi mà mình không hiểu, mình làm hồi cái ta nói trời ơi, ông đóng thiền, ông thiền đăng á. Tù riêng thành thằng điên. Chữ thiền là gì? Đơn giản thôi. Thiền là người có khả năng nhận diện và sống với những gì đang xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình đau bụng, mình biết mình đau bụng, nhưng mình nhìn cái món đó hồng, tôi muốn ăn món đó, tôi đang đau bụng. Đó là thiền. Thiền trong khi mình ăn, mình biết lựa cái món nào mà nó hợp với cái cơ thể của mình. Mình rất là thích ăn dưa hấu, nhưng mà ngày hôm nay từ sáng giờ trong người nó ớn ớn lạnh, không dám ăn. Rõ ràng cái món đó thường ngày mình rất thích, nhưng mà hôm nay mình rất chánh niệm là biết rằng hôm nay không thể ăn nó. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mình tu tập là để mình gạn lọc và mình thấy được cái gì nó phù hợp. Cho nên quý vị biết rằng giới mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu đó, 5 giới đó, là nó phù hợp cho tất cả con người mà không phải riêng cho Phật tử. Con người nào sống thế gian này muốn hạnh phúc, muốn gia đình bình an, thì các vị đó tu tập theo 5 giới. Một cái người mà mình sáng sỉnh chiều sai thì làm sao mình có đủ cái tuệ giác. Có nhiều vị nói uống rượu đâu có tội. Dạ đúng, ngay khi uống là không có tội, nhưng mà nó là nhân để gây ra các tội. Tại sao gọi là nhân gây các tội? Bởi vì nó say rồi thì cái trí mình nó loạn. Trí mình loạn, tâm mình loạn. Mà tâm loạn thì có thể trộm cắp, có thể tà hạnh, có thể làm những cái điều sai quấy tội lỗi. Cho nên chư Phật, chư Tổ nhắc rượu là nhân gây các tội lỗi. Thì quý vị cứ nhớ, trong cuộc sống, ứng dụng trong đời sống của chúng ta là những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống nó đều thành pháp tu hết. Quý vị thấy cái vỏ sò nó nằm ngoài biển á, rồi người ta lượm vô, cái người ta sơn phết nó lên, ta sâu thành sâu lại, cái người ta làm một cái biểu tượng của Hawaii. Và ai đi qua Hawaii là đi đón mình, là người ta phải đem một cái dòng những cái vỏ sò ra.
Rồi những cái hoa sứ, hoa đồ người ta kết lại thành sâu, cũng thành ra một cái tràng hoa để tâm an. Quý vị thấy không? Thành thử ra quan trọng là chúng ta có đủ khả năng, có đủ chánh niệm để chúng ta nhặt cái đó lại, rồi chúng ta tu sửa, chúng ta làm sao để nó trở thành ra một cái vật quý báu, hay là một cái vật hữu dụng để chúng ta sử dụng. Đó là thiền. Thiền là vậy thôi. Vậy thì thiền trăng là cái gì? Thiền trăng nghĩa là chúng ta có ánh trăng, nhưng mà nhiều khi mình không bao giờ biết ngắm trăng. Trăng rất đẹp nhưng mà mình đi, có những người có cả đời chứ họ ở trong quán bar không, không có ở trong, họ không có bao giờ biết ra ngoài sân họ ngắm. Hay là có những vị người ta ở đây nhưng mà có thể người ta chưa bao giờ người ta có thời giờ để người ta ra người ta ngắm trăng đẹp như hôm qua. Còn mình ở xa tới. Hôm bữa đi bộ thì Pháp Hòa mới nói ở cuộc sống của chúng ta có những cái nó vui lắm. Thí dụ mình ở ngay cái chỗ của mình vậy, ai cấm mình đi bộ? Ai cấm mình đi ngắm trăng? Ai cấm mình đi ra tiệm mình ăn hay mình đi chơi vòng vòng? Không, phải bỏ tiền ra mua cái vé ngàn mấy bay qua cái chỗ nào đó để gì không? Đi vô trong rừng ở rồi đi đi ra biển đi phơi nắng, rồi mà ở chỗ mình cũng có nắng nên phơi vậy. Nhưng mà nghe nó không sang phải không? Phải chạy qua tới Hawaii vậy. Năm nay chị đâu, tôi đi Hawaii. Trời sang quá. Rồi người Hawaii phải bay qua chỗ khác, bay qua Bali, Phước Lộc Thọ rồi vậy đó. Thật ra chúng sanh đó, mình luân hồi vòng vòng. Thì hai cái đặc điểm mà nói đó, một là trong lòng biển chứa những vật quý, trong tâm của chúng ta chứa những pháp lành, trong đó chúng ta chứa nhiều những cái giáo pháp, thì những giáo pháp đó nuôi dưỡng mình. Ví dụ như á, mình chứa những cái giáo pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Ai nhớ không? 10 niệm lận. Niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, rồi cuối cùng là gì? Niệm Chết. Niệm Chết tức là lâu lâu mình phải quán cái chết, phải nghĩ tới cái chết. Để chi? Để mình có cái cơ hội mình dừng chân lại, ngưng tay lại nếu những gì chúng ta làm mà nó quá đáng. Những lời nói chúng ta nói có thể nó quá đáng, thì nhờ cái cơ hội đó chúng ta dừng lại. Cái thứ ba đó là nước ở trong biển luôn là đầy. Cái người tu tập phải đầy đủ những cái sự pháp lành, phải đầy đủ. Ở đây ai ăn quá đường á, có cái câu là phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Hay là cái thời kinh cúng ngọ cũng vậy, cúng Phật dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Nghĩa là khi ăn cơm rồi, nguyện cho chúng sanh, phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện là tất cả những việc làm gì của mình phải đầy đủ Phật Pháp. Ví dụ như mình đi buôn bán, nếu mà mình đi buôn bán mà có Phật Pháp thì mình buôn bán chân chánh. Mình biết lựa những cái nghề nào không tổn hại đến người khác. Và mình, thí dụ như mình bán cái đó mà mình không có lường gạt người ta. Ví dụ mình bán chén, người ta mua cái chén đó mà nó mẻ một chút, mình nói dạ chị muốn mua cái chén này, tôi cũng nói thiệt và nó mẻ chút xíu chỗ này nè, thì vậy cho nên tôi không thể bán cái giá đúng của nó được, tôi bán giá thấp. Mà chị thấy cái giá thấp thì chị biết rằng tại sao tôi bán cái chén này nó khác mà những chén kia. Mình nói thiệt mà người ta chấp nhận, người ta mua được cái giá rẻ, mà cái này người ta không cần thiết phải là cái tô nguyên lành lặn, ta có thể mua cái tô đó. Thì trong cái việc làm của mình nó không sai, mình buôn bán có gì sai hết. Nó đi bán, đi buôn bán mà có lời là có tội, không có đúng. Những cái gì mà xã hội đang chấp nhận không có gì tội hết.
tất cả con người, mọi người đều chấp nhận ở bất cứ một quốc gia nào. Mình đi mua cái đó về, mình bán ra là người nào đi mua là người ta biết rằng cái người bán có lợi. Sự chấp nhận của chúng rồi thì đâu có tội. Mà mình lường gạt người ta trong khi mình bán ra mình mới có tội. Cho nên trong cái việc làm của chúng ta có đầy đủ Phật pháp. Ví dụ như tổ chức khóa tu, là cái tâm mình đó chỉ muốn tổ chức khóa tu, nhưng mà trong thực tế tổ chức khóa tu á, là phải có chi phí. Như mình ở đây là có mướn phòng nè, thấy không? Chùa mướn phòng cho mình. Thì sự thật là mình có ở, nếu không có mình ở đâu? Công cuộc sống tất cả nó phải có cái, mình phải nói đến cái điều thiết thực của cuộc sống. Nhưng mà mình làm ra đây khóa tu, mình không phải là một cái business, mình mở ra để cho người ta tới đây người ta tu để mình kiếm lời. Không phải vậy. Mở đây là một cơ hội để mọi người cùng về với nhau trong một ngày, hai ngày để cùng tu tập. Và chùa phải có những cái chi phí căn bản cho khóa tu này. Thì tất cả chúng ta đến đây chúng ta dự tu, ngoài sự tu tập thì chúng ta phát tâm yểm trợ lại để cho chùa có cái khả năng lo cho cái khóa tu này. Mình đi chơi mình cũng phải trả tiền. Mình ra ngoài, mà nhiều khi xin lỗi, mình ra ở có những nơi một cái bãi biển mình ra mình tắm á, mình muốn cái ghế mà mình nằm mình phơi nắng có cây dù cũng phải trả tiền cái chỗ đó, chứ không có gì free hết á. Thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng mình không làm cái gì mà nó sai quấy. Cho nên chữ đầy đủ Phật pháp là việc làm của chúng ta vẫn bình thường, nhưng mà cái việc làm đó nó có phải có một chút sự tu tập ở trong đó. Ngay cả mình đang nấu ăn trong chùa thấy như là mình công quả vậy đó, nhưng mà coi chừng nếu mà không có chánh niệm thì cái công quả đó hoàn toàn không có đầy đủ như cái Phật pháp. Tại vì cái cách nói của mình, cách làm của mình, cái cách đối xử với nhau nó không phải là Phật pháp. Có những người người ta không có tu hành gì hết á, nhưng mà trong tâm người ta biết một điều là thôi, một câu nhịn chín câu lành, tao có Phật tử gì hết trơn á. Nhưng mà người ta nắm được một hai câu nói gì trong cuộc sống thì tự nhiên cái đó nó trở thành ra cái vật quý báu trong lòng của họ. Quý vị nhớ một câu, ví dụ như là một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Nếu mình thuộc được cái câu đó, mình để trong lòng mình thì cái câu đó là một bảo vật của mình. Khi nào ở những cái nơi mà người ta rất cần sự nhẫn nhục của mình, mà mình nói lên được câu đó, mà mình giải tỏa được những mọi khổ đau. Chờ Pháp Hoàng hay để một câu: thêm bạn bớt thù. Nhiều khi mình thêm một người bạn còn hơn mình thêm một kẻ thù. Mà kẻ thù này á, không phải tự nhiên người ta thù mình, mình làm cho người ta ghét người ta mới thù mình. Mà nếu mình làm những cái điều mình càng thêm họ ghét mình nữa thì không nên. Cho nên nếu mình ghi được những câu đó, hồi xưa bà nhớ Phật Thầy Tây An á, trong cái bài mà 10 điều khuyên của Phật Thầy Tây An, trong đó có một câu vậy đó: giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Có nhiều khi mình xin lỗi. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một ni sư, nói ni sư chứ giờ sư cũng hàng ni trưởng, mà đệ tử nhỏ nhỏ của sư, sư dạy rất là nghiêm. Mà hễ mà sư mà lỡ sư làm cái gì sai á, sư say qua sư xin lỗi liền: xin lỗi con, nói gì không đúng. Cái mấy người đệ tử nói: dạ không phải thầy. Cái nói: ô vậy hả con, xin lỗi con. Thường thường là mình người lớn là ít khi nào, người mình là người lớn là không có lỗi. Mà nếu có lỗi đi nữa, nó hàng con cháu mắc gì xin nó. Mình hay nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ xin lỗi đó là gì? Đó là nó sinh từ cái tâm tàm quý. Quý vị nhớ người Phật tử có 7 thứ tài sản.
Phật tử có 7 thứ tài sản, mà trong đó có một cái tài sản là 2 thứ tài sản là tàm và quý. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người. Để cho dễ nhớ, định nghĩa hai chữ tàm quý là tự tàm quý tha. Tự mình tàm gọi là tự tàm, tự mình xấu hổ với mình. Quý tha là mình xấu hổ với người đó. Mình làm gì sai mặc dù có thể họ không biết, mình làm sao lưng họ không biết, nhưng mà mỗi lần mình gặp họ sao họ dễ thương với mình, họ tốt với mình quá, mà sao lưng họ mình lại làm như vậy. Tự mình sanh một cái tâm hổ thẹn với người đó. Như vậy chưa đủ, mình nhận ra cái điều đó rồi thì mình phải làm gì để mình phải bù đắp lại cho cái sai lầm của mình. Cho nên ở trong nước biển luôn luôn là đầy. Người Phật tử phải đầy đủ cái sự tàm quý. Tàm quý là phải có đầy đủ. Hay người Phật tử phải có đủ những cái Phật pháp khi mỗi việc làm của mình, mỗi lời nói của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình viết một cái câu văn, viết thiếu chữ á, người ta hiểu lầm câu nói, có phải không? Người Việt mình à, mình tiếng Việt của mình nó vui lắm, nhiều khi mình nói nó không đủ câu á, cái người ta ta hiểu cái ý mình mà người ta chọc lại. Với một ví dụ vậy nè, nó bưng cái dĩa đồ ăn, nó hỏi bác, bác để đâu bác? Để đầu thầy á con. Thế quý vị, cái mình chọc rồi mình nói lỡ để đâu thầy. Thế mình đây nói trời, tiếng Việt mình nó đa dạng lắm, nói không hay là nghe hiểu lầm chết. À, hỏi chừng nào con đi ra con lấy giùm cái đó cho sư cô. Dạ lát con lấy cô. Năm nay ở bên Canada đó trời mưa nhiều quá cho nên người ta trồng rau ăn á, năm nay bầu trái bầu gieo nó không có lên. Thì có một vị mới vô mới nói trời ơi năm nay không ai có bầu hết á. Tiếng Việt của mình là vậy. Có một sư cô á trẻ, cái có một cái cô Phật tử của người Hoa nói tiếng Việt cũng chút chút à. Cô có nói sư cô năm nay sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái sư cô có chồng mà. Tại vì cổ đâu có nói được chữ TR. Thay vì nói là con nhớ năm ngoái cô có trồng cây bầu á. Và cổ nói ngọn khơ cái câu vậy đó. Sư cô năm nay có bầu không? Cô nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Là sư cô đỏ mặt. Ngày hôm sau cô cầm một cây bầu, cô vô chùa, cô nói sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Nhưng mà nếu ai ở trong cái trường hợp đó đang nhìn cổ thì hiểu cô đang nói cái gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói ví dụ, một câu nói của mình thiếu câu thì tự nhiên nó sanh ra cái hiểu lầm. Thì xong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta làm một cái việc gì nó thiếu một chút tâm từ thì tự nhiên việc làm nó chưa trọn. Thiếu chút hỷ xả, tôi cái gì cũng được mà tôi bỏ cái đó không được. Hay là cái nhỏ đó, thằng đó nó nói tôi vậy đó, tôi chết tôi cũng đem theo. Mà cái mình nói ra cái đó mình tưởng đâu là mình anh hùng lắm, nhưng mà thiệt sự cái đó là mình là một người lỗ lá. Có một cái người đó vô than với ông thầy á, sư phụ ơi họ nói xấu con. Thì hỏi họ nói xấu con sao, thì nói hỏi mà con có xấu giống vậy không? Nói dạ đâu có. Họ nói oan cho con. Ồ, họ nói oan cho con thì con phải tội nghiệp họ, con phải thương họ. Nhưng mà con phải biết rằng khi họ nói oan cho mình, nếu mà họ nói đúng thì cái đó là họ sửa cho mình. Còn họ nói oan cho mình là họ giúp cho con tu cái hạnh hỷ xả tha thứ. Như vậy hoàn toàn con không có lỗ. Dù họ nói đúng con cũng không lỗ, họ nói đúng để con sửa thì con lợi. Mà họ nói quấy cho con là để cho con thêm một cái pháp lành, là con học được cái hỷ xả, cái tha thứ. Cho nên con hoàn toàn không có lỗ. Thì ở đây Pháp Hòa nói nhiều khi trong cuộc sống, những lúc Pháp Hòa ngồi và suy nghĩ những cái chuyện thường ngày trong cuộc sống thôi, thì mình tìm ra được cái cách tu tập cho đời sống của mình. Mình nói một câu nói, mình dạy con mình học tiếng Việt á,
Nếu mình nói đầy đủ cái câu đó thì nó sẽ học được cái câu đó. Cho nên hằng ngày mình nói cái gì là nó học cái đó. Quý vị nào ở trong một cái chùa nào ha, thầy đó ông thầy tụng kinh vậy, đệ tử ra tụng kinh giống giống thầy hết à. Nghe cái giọng tụng thôi là biết là có người nào giỏi đó, thường xuyên quan hệ chùa đó là biết, là nghe giọng tụng là biết đệ tử này thường đi chùa đó. Ví dụ như mình hay tụng với kinh với một vị thầy bắt giọng cao, tụng thời gian là tự nhiên đệ tử chùa đó ai giọng cũng cao hết đó. Đi qua chùa khác cái người nào tụng giọng thấp ngọn rồ rồ dưới nó tụng nổi, nó quen cái âm đó này, nó quen cái tông đó này. Vợ chồng cũng vậy, sống chung với nhau là từ từ ảnh hưởng tâm thức với nhau. Cho nên á, người Phật tử mình làm sao mình tu tập như thế nào để mình luôn luôn đầy đủ cái pháp lành mình ứng xử trong cuộc sống. Tàm quý nè, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tất cả những cái đó nếu mình có đầy đủ thì cuộc sống mình nó nhẹ hơn. Nội cái chuyện mà mình tập á, đừng có quan trọng việc gì quá đáng. Một cái việc gì mình cũng thấy nó như bằng trời vậy là tự nhiên mình làm lớn chuyện. Còn mình thấy cái chuyện nó nhẹ nhàng, nó bình thường là nó bình thường. Hồi đó có nhiều Phật tử hay lên mét làm chung với nhau, ban công quả lên mét người này mét người kia, cái hòa thượng thấy không nghe hòa thượng xử. Thì các thầy mới lên hỏi sao mà các vị đó lên mà hòa thượng không có xử. Hòa thượng mới nói á, có những lúc á, có những cái việc á, mình cứ nhẹ mình cho qua thì họ thấy nó bình thường. Việc gì họ lên họ mét mình cũng xử á, tự nhiên họ thấy họ là quan trọng. Rồi mai mốt á, là mình cứ đi xử hoài, hỏi vụ gì vậy? Bà cất cái hũ muối của con, bà xài cái hũ đường của con, chi cho nó mất công, chuyện nó bình thường. Cho nên những cái việc nhỏ, giống như mấy người con hồi nhỏ của mình á, lên nó mét hoài gì, mà không lẽ chuyện gì mà muốn lo, hàng nhỏ mét lớn đem lớn ra đánh. Ồ vậy hả con, được rồi, để lát mẹ la anh hai. Rồi nó nghe vậy cái nó đi chơi à. Nó nghe là có người hứa là sẽ la cái người kia là nó ok rồi. Ở trong lòng biển á, gần đây á, nó hay bị ô nhiễm, tại vì người ta đào thải nhiều cái tạp dơ trong đó. Và có thể những cái con ở trong biển nó có thực vật, nó có động vật. Động vật như là các loài cá, các loài thủy sản. Thực vật như là các loại rong biển. Thì ở trong lòng biển nó có được những cái thứ khác. Thì ở trong tâm tư của một người tu tập cũng phải có những cái giới pháp. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, khi mà người ta hỏi mình á, đạo đức đạo Phật á, gần căn bản nhất là gì, thì mình hay nói là sao? Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, độ tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm, và đó là giáo lý, đó là đạo đức của nhà Phật. Và cái điều căn bản nhất Phật tử khi bước chân vào tu tập là chúng ta làm gì? Quy y gì? Quy tam bảo, thọ năm giới, phải không? Mà khi thọ năm giới là cấm, không sát sanh, không trộm cắp, vân vân á, thì cái đó là không làm ác. Rồi bước lên câu thứ hai đó, là mình thọ thập thiện. Thọ thập thiện là thọ gì? Thọ 10 điều lành. Thì giờ nói lại nè, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, phải không? Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa nhã, hòa giải. Không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành. Như vậy thì cái mà mình phải làm lành đó, tức là mình làm cái điều thứ hai mà Phật dạy là làm tất cả việc lành. Đó là cái thềm giới thứ hai mà Phật tử thọ. Đến khi nào quý vị thọ đến cái giới thứ ba là gì? Bồ Tát giới. Mà họ Bồ Tát giới là họ gì? Độ tất cả chúng sanh. Như vậy là ba cái câu mà mình thường nói đó, là ba từng bậc giới mà tất cả Phật tử thọ. Bỏ tất cả ác là thọ ngũ giới, làm tất cả việc lành là thọ thập thiện,
độ tất cả chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Cho nên học giới là gì? Là cái điều mà chúng ta cần phải học. Và tất cả lúc nào chúng ta cũng đầy đủ cái đó. Cũng như ở trong biển mà có đủ những cái thực vật nuôi, ở lòng biển nó nuôi được thực vật, nó nuôi được động vật. Và những cái thực vật và động vật đó có thể nuôi lại con người. Mình đang ở xứ biển, và trong kinh Đức Phật nói những đặc điểm của biển, và Đức Phật xoay qua Đức Phật nói người tu chúng ta có những cái đặc điểm. Hành một người hành giả tu tập, một, ở lòng biển có khả năng đẩy rác thì người tu phải có khả năng đẩy phiền não ra ngoài. Thứ hai là lòng biển chứa của quý thì người tu tập phải chứa những cái giáo pháp. Bây giờ Phật tử nào mà trong tao trong bụng không có một chút giáo lý, có không? Đó. Hai chữ vô thường là ai cũng nhớ hết đó. Nhiều khi chuyện gì xảy ra nó thôi vô thường, thôi hỷ xả đi, thôi từ bi đi. Đó là mình nói chi? Mình nói để mình nhắc mình. Và cái thứ ba là nước biển đầy, tượng trưng cho người tu tập lúc nào cũng phải, việc làm gì của mình cũng phải đầy đủ Phật pháp ở trong đó. Có khi mình làm Phật sự, nhưng mà nếu mình không khéo thì cái Phật sự đó cũng có thể trở thành ra ma sự, tại vì mình thiếu đi cái năng lượng Phật pháp. Người ta hay nói các Phật tử mà về chùa là hộ pháp của chùa. Nhưng mà nếu mà trước khi mình trở thành hộ pháp á, mà mình không phải là ngưỡng người để cho pháp hộ mình á, thì mình chưa đủ khả năng hộ pháp. Vậy trước khi làm hộ pháp thì phải để cái gì hộ mình trước? Pháp hộ mình trước. Cho nên á, tiếng Hán cái câu là dĩ pháp hộ pháp, lấy giáo pháp hay là lấy Phật pháp để hộ trì Phật pháp. Pháp Hòa nói một cái người mà họ làm nhân viên bảo vệ, đâu phải tự nhiên họ mặc bộ đồ đó vô rồi họ đứng ngay cửa là họ có khả năng bảo vệ đâu. Ít nhất là họ phải có vài chiêu võ, họ phải biết vài cái luật, khi nào họ đủ quyền sử dụng súng, họ có quyền sử dụng những cái dùi cui. Cho nên họ phải học cái đó rồi họ mới có thể họ đứng đó được. Thì mình cũng vậy, nếu mình không có đủ những cái giáo pháp thì không thể nào làm người hộ pháp được. Mà mình hộ pháp một hồi á thì làm cho người ta xa pháp hết. Người ta nói thôi tu kiểu này tu cũng tu, tôi thấy cái anh đó tu tôi ngán quá. Thành thử ra đó là một cái gì mà chúng ta cần quán lại. Đừng có để cho lòng biển bị ô nhiễm, đừng có để trong chiều sâu tâm của mình đó, ô nhiễm những cái phiền não mà mình cần phải bảo vệ. Quý vị đi ra biển mấy ngày nay, biển rất là trong xanh, đẹp lắm. Mà cát rất là mịn, cát rất là sạch, cát rất là sạch. Thì ở trong tâm mình cũng vậy. Hồi nãy mình ngồi thiền ít lắm, khoảng chừng 20 phút thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà nghe lời hướng dẫn thiền hồi nãy sư cô Hằng Nghiêm làm đó là thiền hướng dẫn. Tại vì mình chưa biết cách để mình đưa tâm mình trụ vô một chỗ, cho sư cô chỉ cách cho mình. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Có bao giờ mình ngưng thở không? Không. Ngưng thở chết rồi. Nhưng mà có khi nào biết mình đang thở không? Không biết. Cho nên mình không biết mình thở, mà mình chưa bao giờ ngưng thở. Vậy thì bây giờ thiền là mình lấy hơi thở, trước hết là mình lấy căn bản, lấy hơi thở làm cái trụ, làm cái điểm để đưa cái tâm mình trở về nhận diện hơi thở của mình. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra.
gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa lắc như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Có phải không? Xa nữa như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Không có thở mình chết. Cho nên tâm của mình nó chưa có điểm trụ, thì đầu tiên nhất là mình nhận diện hơi thở. Rồi thậm chí mình đang rất là hạnh phúc, mình đang được ngồi đây với mọi người mình không biết, thì mình khởi cái ý niệm lên. Thở vào, tôi biết tôi đang ngồi đây với những người bạn cùng tôi. Thở ra, tôi đang rất là hạnh phúc được ngồi đây. Có người bay 8 tiếng mới tới. Ngày hôm nãy Pháp Hòa gặp một chú Phật tử ở bên Michigan, bay 22 tiếng mới tới đây. Pháp Hòa bữa hôm bay qua đây 12 tiếng. Quý vị thấy không? Ai qua đây cũng phải 8 tiếng, gần nhất cũng phải 5 tiếng. Mà gần nữa có 30 phút à. Ở đảo bên kia qua đảo này. Nhưng mà thường thường thưa đại chúng, không cần biết là mình bay bao xa, nhưng mà cất cái cánh máy bay lên là mình, cái sự an toàn của mình không biết được. Trừ khi nào nó đáp xuống cái rồi, lúc đó mình mới biết là mình còn sống đây. Có phải không? Tối mình lên giường mình ngủ, mình cũng không biết là ngày mai mình có cơ hội mình mang chiếc dép này lại không nữa. Không, cái đó không phải là mình nói cái điều gọi là tiêu cực buồn khổ, nhưng mà ở đây mình nói để chúng ta nhận diện. Vậy thì khi mình có cơ, mình đủ cái khả năng mình nhận diện những gì mình đang có là hạnh phúc. Ngày hôm qua có một vị mới thắc mắc là tại sao mình cứ phải nói những cái điều tiêu cực, ví dụ như cuộc đời là khổ. Thì Pháp Hòa nói không phải cái đó không phải tiêu cực. Mình nhận diện như thật đời là khổ, nhưng mà trong cái biển khổ này chúng ta vẫn còn may mắn với được cái phao để chúng ta đi qua biển khổ. Ở đây người nào cũng có cái phao đi qua biển khổ. Rồi đời là một biển khổ, chừng nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Chỉ khi nào mình qua đời mới hết khổ. Nói tại sao phải lo? Không có đúng. Cuộc sống của mình là không có cái gì lúc nào mình không lo đó. Pháp Hòa ví dụ như sáng mình gặp sư cô, mình nói sư cô lo cái bàn giảng chưa, sư cô lo cái đem cái chuông qua chưa, mở miệng ra là có chữ lo liền à. À, ngày mai nhà tôi có khách nha, tôi phải lo về đi chợ nấu ăn. Lo không? Lo. Vậy thì tại sao mình nói không lo? Nhưng mà Phật dạy mình á, biết cái gì cần lo mà lo cái gì trước. Ví dụ như sáng nay Pháp Hòa được thăm quý vị, Pháp Hòa chỉ lo là đủ sức làm sao lên đây buổi sáng, giờ chưa lo tới buổi chiều. Ví dụ vậy. Cho nên mà mình thường thường cuộc sống của mình á, nhiều khi trong cái cuộc sống mình mỗi ngày mình nói là cái chữ lo nó đi theo. Ngày mai mình phải dậy 5 giờ nghe, lo mà đi ngủ sớm. Chà, tôi sợ tôi ngủ quên quá, thôi để tôi lo tôi set up cái đồng hồ. Lo không? Lo. Từ tháng sau tôi đi đám cưới con cháu tôi, giờ tôi phải lo tôi để dành. Năm sau tôi về Việt Nam làm từ thiện, giờ tôi lo tôi ăn muối quẹt. Làm sao không lo được? Mở miệng ra câu nói của mình là chữ lo đi liền vậy à. Vậy mà cứ nói là mình không lo. Rồi nói tu phải tự tại, phải an nhàn, không dám đâu. Đây, hai ni sư nói, ôi quý vị qua đây tu thôi đừng lo gì hết á. Tiền hotel để ni sư lo.
Đi sư lo xong rồi đi sư cũng thấy trời giờ tôi lo không có tiền đâu trả ta. Lo hết á. Thật ra mình, nhưng mà Phật nói á, mình có những cái cần lo lắm. Ví dụ Phật nói nè, ví dụ mình nói là tôi lo á, tôi không có sức khỏe, thì Đức Phật nói khi mình lo mình không có sức khỏe thì mình tự biết mình phải ăn uống như thế nào, tịnh dưỡng như thế nào để sức khỏe mình không tổn giảm. Cái đó cần lo chứ. Nhưng mà nếu anh lo xong rồi anh làm gì với cái lo đó? Nếu tôi lo tôi bệnh, tôi sợ tôi bệnh, tôi lo tôi bệnh, là Phật nói là khi mình lo cái đó rồi mình làm gì? Đức Phật nói có nhiều người sợ tội lỗi. Sợ không? Sợ. Nếu mà sợ tội lỗi thì phải làm gì? Không dám làm những điều tội lỗi. Chứ sao không sợ được? Nói đời này tôi không sợ ai hết đó. Đúng rồi. Ai cũng sợ tôi hết á. Cho nên Đức Phật á, cái cuộc sống, cái điều Phật dạy á, chúng ta phải hiểu là Đức Phật ghi nhận hết tất cả những gì đang xảy ra, những cái gì mà con người đang có. Nhưng mà cái thứ hay mà Đức Phật biết chỉnh sửa và làm cho chúng ta ngay ngắn lại cái điều mình đang lo. Ví dụ như đó là một, có nhiều người nói đừng lo, thậm chí nó tôi rất là lo, hai cái đều khổ hết. Người không lo thì họ thờ ơ mọi việc, mà người lo quá thành ra stress. Mà Đức Phật dạy là balance cái lo. Cái gì cần trước mắt mình lo. Thưa đại chúng, là cái chuyến đi này là Pháp Hòa đi dài mười mấy ngày, mà hai ngày ở đây mà hai ni sư xếp cho Pháp Hòa là 6 buổi lận, cũng lo lắm. Lo không đủ vốn. Rồi bây giờ mình 6 buổi đây không, rồi xong rồi là Pháp Hòa có hai ngày tu ở bên New Jersey là ngày 18, 19. Rồi 20 là Pháp Hòa đi từ New Jersey đi xe về Maryland. Để 21, 22 Pháp Hòa có 2 ngày tu ở Virginia. Rồi đi về lại Canada ngày khuya ngày 23. 26 đi giảng tiếp. Rồi 30 đi tiếp. Một tay giảng dài một tuần lễ khóa tu ở bên Texas. Cho đến ngày 6 tay. 7 tay về lại Canada thì 11 tay vô khóa tu tiếp tới 14 tay. Sáng 15 là bay đi Hàn, đi Nhật để mà 20 ngày khóa tu bên đó. Thì lo không? Lo. Nhưng mà giờ chuyện nó chưa tới, em lo này trước. Em lo show này trước rồi mới tính mấy show kia. Còn nói không lo là không đúng. Nhưng mà nếu mà cái chuyện nó chưa tới mà mình lo, đâm ra mình lo, không lo xa mà lo không cần thiết. Thật cái người mà không biết lo đó, cứ ngồi phập phòng không biết làm cái gì. Có bao giờ mình vậy không? Ngồi trước mặt một đống việc mà trời giờ tôi làm cái gì? Tại vì nó mình bị stress out, mình bị quá nhiều những cái mà mình suy diễn. Và cái tu tập của mình là quân bình, chứ không có cái gì mà thái quá. Khổ hạnh quá cũng không được, cung phụng quá cũng không được. Cho nên cái cách mà tu tập của thiền phái Trúc Lâm á, cái dòng thiền đặc biệt của người Việt Nam á, là mà Hòa Thượng là Trúc Lâm đề xướng đó, của Tam Tổ Trúc Lâm, là cái đặc điểm của thiền phái đó là tu gì? Tu trung đạo. Qua cái bài kệ gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Cái chữ đối cảnh vô tâm không có nghĩa là mình thấy người ta đói mặc kệ tôi no được. Hỏi sao vậy? Tại Phật dạy tôi đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm là làm tất cả mọi việc, thấy mọi cảnh duyên, nhưng mà không có cảnh nào làm mình khổ. Tại biết cảnh nào nó cũng có cái để mình làm việc với nó hết. Việc gì cũng có cái phương pháp để giải quyết nó hết. Cho nên Pháp Hòa hay nói có Phật Pháp là có phương pháp. Nếu mình có Phật Pháp trong tâm là mình đều có những phương pháp để giải quyết từng vấn đề. Quan trọng là làm sao mình đủ định, đủ niệm, đủ định, đủ tuệ.
để mà mình ứng xử trong mọi việc trong cuộc sống. Cho nên đại chúng nhớ, khi mình thắp nhang mình thắp 3 cây. 3 cây là tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Mình ăn cơm mình bắt cái ấn này nè, nhớ không? Bắt cái ấn này rồi mới để chén cơm lên đây mình cúng đó. Thì cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Và ấn Tam Sơn này tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Và niệm, định, tuệ là công thức để chúng ta ứng dụng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta. Hồi xưa thì xài là giới, định, tuệ. Nhưng sư ông Làng Mai hướng dẫn chúng ta là niệm, định, tuệ. Tại vì chúng ta có chánh niệm, nhận thức, ý thức rõ ràng là chánh niệm đó. Từ đó nó dẫn chúng ta đến một cái sự định tĩnh, cái năng lực có trí tuệ để nhận diện. Và quý vị cứ để ý đi, ví dụ bây giờ mình nấu ăn mà thiếu niệm định tuệ cũng không được á. Nấu ăn là phải biết, ví dụ giờ tuệ là mình biết được là hôm nay khóa tu là 200 người, mình cần phải nấu bao nhiêu thức ăn. Và phải biết rằng mình di chuyển thức ăn, cho nên có những bữa đó mình không thể nấu những món mà cái sự di chuyển khó khăn. Cho nên nấu ăn mà có niệm, có định, có tuệ. Rồi mình phải biết rằng số lượng, cái số mà tu sinh mà ăn trong cái bữa ăn này là người như thế nào. Đa phần là người lớn tuổi, thí dụ vậy đó, người lớn tuổi và người có tuổi, chứ không ai không có tuổi nha. Ai không có tuổi thì mình biết nấu những món gì mà người ta có thể ăn được. Thì nấu ăn cũng phải có niệm, có định, có tuệ. Nấu ăn mà không có cái đó thì, ví dụ giờ quý vị ngồi đây đa phần là người Việt Nam, mà nấu nguyên nồi cà ri Ấn Độ thì quý vị có thể đói quá ăn miếng chút thôi, nhưng mà nó không có ăn ngon được hay là ăn no được, tại vì khó ăn. Hay là nấu quá mặn, tại đa phần là cao máu, thí dụ vậy. Cho nên nấu ăn phải có niệm, có định, có tuệ. Thậm chí mình lái xe đi chợ, đi bỏ thơ, đi nhà băng, trước khi đi mình phải đủ định để mình biết rằng mình sắp sửa đi ra ngoài, đi bao nhiêu công việc, và sắp xếp một chuyến đi như thế nào để không phải đi tới đi lui nhiều lần, tốn công, tốn thì giờ, tốn xăng, mà đi một tuyến đường nào mà được hết công việc và trở về nhà. Ngay một chuyến đi đó có niệm, có định, có tuệ. Cho nên mỗi bữa ăn bưng cái chén cơm lên bằng một cái ấn Tam Sơn như thế này. Và cái tay trái của mình, tay trái tay phải mình bắt cái ấn. Đây là ấn gọi là ấn cam lộ. Là bất cứ việc gì của mình làm, nếu mà mình để ra được, mình cam lộ là gì? Là chất ngọt. Cam lộ là tượng trưng cho chất ngọt. Mà nếu việc làm nào của mình dù dở đi nữa mà có được cái cam lộ thanh lương thì tự nơi đó cũng biến thành ra cam lộ. Cái ý nghĩa mà chúng ta bắt cái ấn để chén cơm như vậy nè. Chén cơm này là có thể là thức ăn có hơi mặn, có hơi lạc, hơi ngọt gì không biết. Nhưng mà đây là nấu bằng niệm định tuệ. Và con cũng cúng Phật bằng niệm định tuệ. Và có luôn cả chất vị của cam lộ. Ấn là nó biểu lộ từ cái tâm. Cái ấn là một cái biểu tượng lưu xuất của tâm. Quý vị nói chuyện hàng ngày quý vị có ra ấn không? Có ba ấn không? Có. Coi chừng tao nghe. Này cũng ấn nè. Này ấn nhất dương chỉ. Nhưng mà cái ấn này nó xuất ra tại vì tâm mình sao? Tâm bực bội. Tâm bực bội thì ra ấn bực bội. Phải không? Nhưng mà nếu mà cái tâm mình mà thoải mái nhẹ nhàng thì mình ra cái ấn khác. Ví dụ ta hỏi bác, cái đó ăn ngon bác. Đây cũng ấn nè. Ấn số 1, ấn này là biểu lộ ngon. Có nhiều khi mình ghét cái người đó quá, mình không có cơ hội nào mình chửi nó, mà bữa nay người khác chửi nó khoái quá. Cũng ấn đó. Cho nên những cái biểu lộ là nó biểu lộ của tâm.
Pháp Hòa ví dụ như là quý vị thấy khi mà người ta đến, người ta đảnh lễ Phật, thì Phật mới lấy cái tay Phật đỡ, nhớ không? Rồi nhiều khi họ mọp xuống thì Phật mới lấy cái tay để. Đây là ấn ban phước. Bây giờ cái tâm của mình thương người ta quá, mình không biết làm sao biểu lộ, thì mình lấy cái bàn tay của mình biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Phật có 42 cái thủ ấn để biểu lộ những cái lúc mà tâm của Phật muốn đi với chúng sanh. Và tất cả Phật Bồ Tát đều có những cái ấn. Thì ở đây Pháp Hòa nói là ấn là gì? Là những biểu lộ của tâm. Mà phàm phu chúng ta, mình cũng có những cái ấn của phàm phu mình. Khi mình giận người nào quá, mình cũng đưa cái ấn này nè. Đây cũng cái ấn. Muốn ăn đục hả? Cái ấn. Nhưng mà khi mình giận lên, mình cũng biểu lộ cái ấn. Mà hãy mình vui vẻ, mình thích thú, cũng biểu lộ một cái ấn. Vậy thì trong nhà Phật, các Phật, các Bồ Tát bắt ấn. Nó tại sao mình có những cái ấn đó? Quý vị thấy một cái người mà người ta lên, người ta nói chuyện, như nãy giờ Pháp Hòa nói, tay chân phải quơ quơ một chút vậy. Để chi? Thứ nhất là làm cho cái buổi nói chuyện nó linh động. Thứ hai là nó biểu lộ. Ví dụ như lòng tôi phải vậy. Nó biểu lộ mà. Mà không phải cái tay không, mà mắt của mình nó cũng biểu lộ. Mắt của mình nó cũng biểu lộ, nụ cười mình nó biểu lộ hết. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn sinh hoạt trước với đại chúng một vài cái ý nghĩa của biển, để ôn lại một cái bài học từ trong kinh mà Đức Phật nói những cái đặc điểm của biển. Và một hành giả cũng có những đặc điểm của sự tu tập của mình. Xin nhắc lại là trong lòng của chúng ta nên có những cái pháp lành, để khi việc gì nó xảy ra mình ứng xử cái pháp lành được. Pháp Hòa ví dụ để đại chúng biết khi nào pháp lành đã thấm trong tâm mình. Ví dụ như cái cô kia, cô nói trời ơi chị, hồi nãy tôi đi ngang đó, cái anh đó, cái bé đó hay là nhỏ đứa nào đó, nó đụng tôi mà nó không có thèm xin lỗi gì hết đó. Nếu mà mình ứng xử bình thường theo thế gian rồi sao, bạn có chửi nó không? Nhưng mà nếu mà mình, đó là mình biết rằng pháp lành không thấm tâm rồi đó. Nhưng mà nếu mình nói ồ thôi kệ nó đi, nhiều khi nó nít rồi, nó không có suy nghĩ, không có biết, thôi mình coi nó như con cháu, mình bỏ qua đi. Khi nào mình khuyên được, mình nói được, bất chợt mình nói được những cái điều đó là mình biết pháp lành nó ngấm trong tâm mình. Hay là mình thấy bất cứ một cái chuyện gì nó đang xảy ra mà mình ứng khẩu lên, mình nói những cái điều mà nghe nó dữ dằn á, là mình biết rằng cái tâm mình nó chưa thuần. Những cái quý báu mà giáo pháp ở trong lòng mình nó không có. Còn bất chợt một cái việc gì nó đến mà mình ứng xử được, một cái lời nói, một cái cách mà mình giải tỏa được, hướng cái tâm mình tới nẻo lành được, là mình biết trong tâm mình pháp lành đã có. Ví dụ như vậy nè, người ta nói mình một câu, mình nói lẽ ra tôi có thể làm được việc đó, nhưng mà nếu tôi làm như vậy á thì mặt mũi tôi để đâu, cho nên tôi ghét tôi để luôn. Còn nếu mà mình nói thôi kệ, nhờ cái người đó phản ảnh như vậy mình biết họ đang suy nghĩ về cái gì, họ đang có những cái nhìn về mình như thế nào, thôi mình nhẹ nhàng việc đó. Bây giờ mình nói ra nữa là thêm chuyện, thôi im lặng là tốt. Khi nào mình nghĩ được những cái cách nào mình hóa giải cái quán thù này, thì mình biết rằng trong tâm mình pháp lành đã có. Cho nên á, ngày xưa các Phật tử bên Nam Tông á, là phải thuộc lòng Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú gồm có 423 câu, mà các Phật tử Nam Tông phần lớn là thuộc Kinh Pháp Cú nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa cũng hay khuyến khích Phật tử mình không cần phải thuộc hết 423 câu,
Nhưng nếu có dịp quý vị nên đọc kinh Pháp Cú một lần, đọc qua một lần 423 câu đó, rồi quý vị lựa một hai câu nào, thậm chí 10 câu mà quý vị tâm đắc, quý vị học thuộc lòng, thì Pháp Hòa bảo đảm á, 10 cái câu đó mà quý vị học cho tới ngày lên Phật á, chắc thuộc cũng được 7 câu. Tại vì thường thường là mình hay quên lắm. Tụng kinh mấy chục năm chứ chưa chắc mình đã nhớ kinh. Thì bây giờ quý vị thấy là mình đâu còn thời giờ để mình phải lo những cái việc gì, để suy nghĩ hay là để tranh đua gì nữa. Cái mình cần làm bây giờ là nên dành thời giờ để làm sao trong tâm mình đó, nó chứa những cái pháp lành. Không phải lợi lạc cho đời này không, mà một khi mình bỏ cái thân tứ đại ở cõi đời này, thì chính những cái pháp lành đó là những cái pháp lành nó đưa mình đi vào những cõi an lành. Tại vì trong tâm mình những cái điều thiện lành đó có, nó là chất nuôi dưỡng mình cho đời sau. Quý vị thuộc được 10 câu thì chính 10 câu đó là 10 cái chất bổ dưỡng. Ví dụ quý vị thuộc một câu đầu tiên nhất của kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thiện lành, thiện pháp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Vậy thì tâm mình làm chủ, hãy tâm mình cứ lành thì giống như con vật kéo xe đi về cõi lành. Thà nếu ăn thua là mình chứa cái gì trong lòng mình, và mình làm sao mình biết mình tu tập có tiến bộ. Thì cái cách của Pháp Hòa nhìn lại bản thân mình đó, là khi việc gì nó đến, mình phải nhìn lại coi mình ứng xử sao. Và nếu mình thấy mình ứng xử nhẹ nhàng là mình biết mình mừng. Trong kinh gọi là cái câu gì? Trong kinh gọi là hoan hỷ tự vui. Ví dụ mình nhịn được cái câu đó, mình đừng có nghĩ là mình ngu, mình lỗ, mình dại tại sao mình nhịn đó, mà mình phải mừng là mình đã thắng được cái cơn giận của mình. Gần đây biển nè, quý vị đi ra biển, quý vị viết chữ, viết chữ trên nước, viết chữ trên cát, viết chữ trên đá. Giận có ba loại. Giận như người viết chữ trên nước, có lưu được chữ nào không? Không. Giận như người viết chữ trên cát, thấy chữ trên cát không? Thấy. Nhưng mà nếu mà một cơn nước nó trôi vô rồi thì cát thì sao? Xóa hết. Thôi mình mà dở lắm là cũng cỡ trên cát thôi, giỏi thì như trên nước ha, dở dở thì như trên cát. Mà còn nếu mà để mà chữ như trên đá là thôi mệt, tu hoài tu không tiến, tại vì đá bị khắc chữ rồi thì không xóa được. Chúc đại chúng có một buổi sáng an lành và hai ngày tu tập được nhiều niềm vui. Thì ngoài Pháp Hòa ra là mình có thầy Nguyên Thiện, quý ni sư ở bên Cali, quý sư cô qua đông lắm. Quý vị được cơ hội cùng sinh hoạt. Hồi nãy Pháp Hòa thấy sư cô hát cái bài trong gia đình Phật tử phải không? Cái bài măng gì? Mầm măng phải không sư? Pháp Hòa nhớ bài đó đó. Đoàn em là những mầm măng. Măng mọc đều đều đều, mông mọc thẳng thẳng thẳng, măng lớn lên trở nên trúc mềm. Mấy bài đó còn thuộc hồi đó đi danh Phật tử. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.